Chương 1201 Chương 1201 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nhìn ba người oán độc nét mặt, Lâm Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, không phải là nàng muốn buông tha cho, mà là bây giờ mình ngay cả nửa điểm pháp lực cũng nói không dậy nổi. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh vô cùng không cách nào thoát ra thân nghỉ ngơi. Lâm Hiên thở dài, xem ra ngã xuống đã là tất nhiên kết cục. Hai trăm năm lai lịch trải qua khổ cực, không nghĩ tới cuối cùng nhưng chung kết vào thời khắc này. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ vẻ, miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn một cái phía sau màn sáng, mặc dù giờ này khắc này, hắn đã là nơi Bồ Tát qua sông, sông sâu trong nội tâm, nhưng như cũ có một người ở nhớ thương. Mình chết không có gì đáng tiếc, có thể Nguyệt Nhi vừa nên như thế nào, nàng một người, thế nào từ nơi này những lão quái vật ai nói tử vong là đáng sợ nhất, ở Lâm Hiên trong lòng có một chút người xa so sánh với tánh mạng của mình bước trong thoáng chốc, phản phất nhớ lại tử. Đi qua một màn màn, có thể địch nhân cũng không cho thời gian để Lâm Hiên làm nhiều suy tư, cửu thiên huyền tôn khóe miệng đáp ra nhe răng cười vẻ, hắn phải ghê tẩm này tiểu tử quốc hồn luyện phách. Xong còn lại hai gã lão quái vật cũng sẽ không nhàn rỗi, Lâm Hiên trong tay thông thiên linh bảo làm cho người ta ngắm nghía chạy trốn quan cùng nhau, ba người đồng thời giống như hắn bay đi. Lâm Hiên thở dài, cố tình phản kích, bất đắc dĩ trong cơ thể nhưng không có cho chút nào pháp lực chỉ có thể nhắm mắt đợi chết song ba người đều muốn lấy được bảo vật giờ phút này rồi lại nội chiến ở khoảng cách lâm hiên mấy trường xa nơi lẫn nhau dính dấp thi triển thủ đoạn độc ác giống như lân cận người cùng oanh lâm hiên thấy trong lòng vui vẻ bất quá trên mặt nét mặt rất nhanh lại lần nữa thực đạm đi xuống mặc dù ba tên lão quái vật lòng mang vị trí mình cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi sống lâu một khắc cũng không có ý nghĩa trừ phi khôi phục pháp lực nếu không căn bản không cách nào thoát khỏi nguy cơ trước mắt lâm hiên thương thế tuy nặng bất quá nguy hiểm lớn nhất vẫn còn đèn cạn dầu dù sao hắn nữa như thế nào vượt xa cùng giai người tu tiên bằng lực lượng một người ngăn cản ba tên ly hợp kỳ cũng quá miễn cưỡng liễu những liêu lính sử dụng thông thiên linh bảo cuối cùng dẫn đến nguyên khí tổn thương nặng nề lâm hiên thở dài mặc dù bằng hắn lòng dạ cũng nghĩ không ra như thế nào mới có thể hóa hiểm vi di, xong vào thời khắc này, trên bầu trời dị tượng nhưng trở nên cùng vừa mới bất đồng. Vốn là ở đỉnh đầu của bọn hắn bầu trời, kia cùng cuộn mây đen giống như trung gian. Ở giữa tụ tập, tự tạo thành vẫn kính trăm trường tả hữu nước xoáy, âm ầm, ầm có tiếng không ngừng truyền vào lỗ tai. Ti chớp xuyên, thấu vô ích, giống như màu bạc loạn vũ. Oanh long khổng lồ tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai theo sau từ kia mây đen hội tụ nước xoáy trong rơi xuống một đạo nhũ bạch sắc cột sáng quỷ thần xuôi khiến loại hung hăng rơi đập ở phía sau kiến trúc này lâm hiên đầu tiên là kinh ngạc theo sau cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt trong đầu ý niệm trong đầu chưa chuyển quá một cổ làm người ta kinh ngạc linh khí liền tiêu thăng dựng lên liễu linh khí dụ thể cùng ban đầu họ hạ hầu lan đích tình cảnh hơi có vài phần chỗ tương tự bất quá cẩn thận quan sát, kích thước nhưng yêu cầu hoành lớn hơn nhiều lắm. Ở đây cột sáng bốn phía, lại có vô số bó hoa tươi trôi, mỗi một đóa đường kính đều có hơn một xích chừng, uyển chuyển đột nhiên tráng phóng, nhìn qua liền hướng Phật Đà Nhị Sen. Càng thêm quỷ dị chính là, ở đây những bó hoa tươi trong, mỗi một đóa thượng cũng đứng có một vị tuổi thanh xuân ít song thân thể của các nàng nhưng mờ ảo khinh thường, bất quá là tất cả ảo ảnh phóng. Một trận linh hoạt kỳ ảo tiên nhạc truyền vào lỗ tai, tự như lan tự như hình mùi thơm tùy theo phiêu tán ra liễu. Lâm Hiên trừng lớn trong mắt, chính là ba tên ly hợp kỳ người tu tiên, cũng riêng của mình dừng lại trong tay động tác, giật mình nhìn trước mắt này phản phất tiên tử phủ xuống một màn. Chẳng lẽ là A Tu La Vương truyền thừa sao? Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu hiện lên, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn kiến trúc đã sụp xuống hỏng mất trụng sông nhưng không có cho bụi vung lên, kia cung điện phản phất là vô thanh vô tức biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại liễu một vị bạch y chân trần tuổi thanh xuân thiếu nữ. May mắn thế nào, nàng vừa lúc đắm chìm trong kia nhũ bạch sắc trong vần sáng. Mái tóc theo gió phất phới, lông mày trong nội tâm một điểm đỏ sẫm tiên diễm chói mắt. Nguyệt Nhi nhắm hai tròng mắt, phản phất lâm vào đến rồi hôn mê trong lúc ngủ say. Song kia vô số bó hoa tươi thượng thiếu nữ, nhưng cùng nhau quỳ gối giống như nàng xá đi xuống, có để lại trong suốt lệ giọt, có tự hồ vẫn còn anh anh khóc. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Nhi mi tâm về điểm này đỏ sẫm, rõ ràng liền là bọn hắn chuyến này muốn mưu đoạt vật, có thể chẳng biết tại sao, lúc này thời khắc, tu la thần huyết rốt cục hiện ra Liễu Cổ Chân diện mục, ngược lại không có một người dám động thủ. Mặc dù tháng mà tu vi chỉ là ngưng đan kỳ, có thể nàng nhưng tản mát ra một cổ bể nghệ thiên hạ khí như tiên giống như, không thể khinh nhường. Phản phất đụng phải nàng một ngón tay, cũng sẽ vạn kiếp bất phục. A à Tu La Vương, A à Tu La Vương. La gia lão tổ mặt trắng như tờ giấy, lẩm bẩm mở miệng, ngày xưa La gia, sở dĩ có thể trở thành ngày vân 12 châu bá chủ, cũng là bởi vì truyền thừa được có thiên sát minh vương huyết mạch nguyên nhân. Đối với thượng cổ bí ẩn, tự nhiên nếu so với còn lại tu sĩ hiểu rõ chút ít. Mặc dù mơ mơ màng màng, nhưng hắn cũng biết năm đó âm ti giới từng xảy ra nhất thể kinh tài tuyệt diễm chủ chính là thiếu nữ trước mắt sao. Đổi mới nhanh nhất 8 độ sao v đúc Vê đúc Vê đúc, 8 du 8. Còn, A à tu la vương cấm chế, ngay cả tán tiên cũng không thể tránh được, nạn cánh có thể dễ dàng xuyên, nghe nói A à tu la vương, cuối cùng vẫn lạc tại liễu chân tiên trong tay, chẳng lẽ cô gái trước mắt. Chính là a à tu la vương hồn phách chuyển thế. Nghĩ tới đây, là gia lão tổ cơ hồ yêu cầu co quắp đi xuống khác hai gã lão quái vật, mặc dù hiểu rõ không phải là rất nhiều, nhưng có thể lên cấp ly hợp, vừa sau lại là thiện lương thuần chân đích chủ nhân, bằng bọn họ lòng dạ, tự nhiên biết giờ phút này, thật sự không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người trong lòng thấp thỏm, chỉ có Lâm Hiên trong mắt tinh mang lóe ra, giữa không trung thiếu nữ, xinh đẹp không gì sánh được, nếu thật là linh lực trót thể, tháng mà nói không chừng có cơ hội thay đổi nguy cơ trước mắt. Kêu thảm cùng chém vết thanh âm truyền vào trong tai nhưng không phải là ở đây tu sĩ có người động thủ, mà là ngày dị tượng trên không trung lần nữa phát sinh biến hóa. Gió nổi mây phun, giống như ảo ảnh, một bộ gần sóng nhiễm tê rộng rãi, rồi lại thảm thiết bức họa ánh vào liễu mọi người trong tầm mắt. Linh quang lóe ra, bầu trời bị đủ loại kinh người Pháp trong bão khố cùng bí thuật nuốt hết. Đại yêu quỷ ở gào thét, song bọn họ bất quá là tàn binh bại tướng thôi, kể từ khi A-tu-la-vương đang cùng chân tiên đấu Pháp trung ngã xuống, vốn là chiếm hết thượng phong âm ti đại quân tự chưa gượng dậy nổi liễu tình thế nghịch chuyển bây giờ bọn họ đã chạy tán loạn đến rồi nhân giới còn lại ngũ vương trong lại có hai người chết trận thiên sát minh vương cũng bị bị thương nặng không biết kết cục ra sao còn dư lại hai vương vô lực chủ trì đại cục chỉ có thể tạo đứng tàn binh bại tướng chạy tán loạn đến âm ti giới có thể chiến tranh đấu không có kết thúc linh giới bị dết liễu một cái máu chảy thành sông phục thi trăm vạn cừu hận há có thể dễ dàng vạch trần quá, bọn họ đã một đường đuổi giết đã tới. Vô định hà, A à sự Kiết cùng ở nhân giới hành cung, mặc dù chủ người đã ngã xuống, nhưng tự nhiên thành linh giới sửa sĩ cửa cho hải giận nơi. Nơi này vốn là cả đời ngoài đạo nguyên đất, hôm nay lại bị chiến hỏa tai họa, Nguyệt Nhi khi còn sống thì tỳ không muốn rời đi, canh giữ ở chủ nhân cung điện chống lại liễu linh giới đại quân. 999 tên cung nữ, tới thai âm ti các tộc, nhưng có thể hầu hạ cao nhất vương giả có hai giờ cũng là cùng chung một là xinh đẹp thứ hai tu vi nhất định không thể nào rác rưới mặc dù yếu nhất cung nữ cũng lên cấp ly hợp phẩm cấp cao nhất ba vị loan thậm chí là độ kiếp kỳ cường giả hơn nửa vương khi còn sống thích nhất linh cưng chiều chính anh cùng bọn cùng linh giới đại quân triển khai cuối cùng đã đấu mà trên bầu trời bức họa biểu hiện đúng là một màn kia Mười vạn linh giới tu sĩ tiến công vô định hà. Một là vì cho hạ giận, thứ hai linh giới tán tiên cùng yêu vương cửa cũng rõ ràng, ngoài mặt nhìn những bất quá là cung nữ, nhưng thật ra có thể theo đuổi ở Atula vương bên cạnh đều là nàng cận thần cùng dòng chính, có được tinh nhuệ nhất chiến lực. Atula vương mặc dù đã ngã xuống, nhưng muốn đem thế lực của nàng hoàn toàn diệt trừ, những thứ này nữ quỷ một cái cũng không thể bỏ qua cho. Mạnh yếu cách xa, mặc dù vô định hà có nặng nề cấm chế, nhưng cuối cùng đỡ tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ, 999 tên cung nữ toàn bộ chết trận, chỉ có chín anh miễn cưỡng chạy trốn, nhưng cổ phân hồn cũng cùng dạng bị trấn trụ. Bức hòa thượng kia kinh tâm động phách một màn, đem tất cả mọi người nhìn ngay người, chiến đấu mặc dù thảm thiết, mà đấu pháp quá trình hơn làm cho không người nào có thể hiểu, tu tiên phân 8 cấp độ, có chút lớn quá thâm ảo chiến đấu chính là ly hợp tu sĩ cũng xem không hiểu chỉ có thể dùng thảm thiết cùng rung động đến tâm can để hình dung ai nói trường sanh là tu tiên duy nhất ngay ai nói các tu sĩ tất cả đều vô lợi không còn sớm lên vô định hà cung nữ vốn là có cơ hội lui trở về âm ti giới đi có thể các nàng nhưng lựa chọn chết trận ngoài mặt nhìn không có ý nghĩa nhưng có lẽ từ a tu la vương vẫn rơi tin tức truyền về một khắc kia lên các nàng tự lựa chọn theo đuổi chủ nhân đi về phần vì sao đã không có ai rõ ràng có lẽ tu tiên giới cũng không có người cửa tưởng tượng cái kia sao tàn khốc, mặc dù gió tanh mưa máu, nhưng mỗi người sâu trong nội tâm, cũng luôn luôn giống nhau đồ đáng giá bảo vệ. Vì hắn, chính là trường sanh cũng có thể đưa chi không để ý. Theo thời gian trôi qua, bức họa rốt cục từ từ bình tĩnh trở lại liễu, vân mở trăng sáng, kia nhũ bạch sắc cột sáng còn nữa các thiếu nữ trống rỗng ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Trên bầu trời vẫn tiếng vọng tiên nhạc, nhắc nhở vừa mới phát sinh hết thảy tất cả đều là thật sự nguyệt nhi chậm rãi mở ra hai trọng mắt thân thể của nàng chung quanh bị một tầng ngân huy bao vây giở tay nhấc chân tự có một cổ phiêu nhiên khí đó chính là a tu la vương sao mọi người trong lòng đều ở bồn chồn lại nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết bọn họ ở nhân giới đã là đứng đầu nhưng ở nàng này trước mặt nhưng chỉ là con kiến hôi loại tồn tại ở la gia lão tổ cái tráng ở đổ mồ hôi lạnh cửu thiên huyền tôn con ngươi cũng đang không ngừng loạn chuyển, về phần kia cấp năm yêu tộc, như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù thiếu nữ trước mắt, nhìn qua, như cũ bất quá chính là ngưng đan kỳ, nhưng ai dám đi sự trí râu hổ. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp, ngẩng đầu, vừa lúc cùng thiếu nữ ánh mắt ở giữa không trung chạm nhau. Nàng! Hay là của mình Nguyệt Nhi sao? Lâm Hiên giờ khắc này thật sự phải sợ, Mặc dù vừa mới thiếu chút nữa ngã xuống Cũng không từng như vậy bàn hoàng quá A à, Tu La Vương và vân vân Hắn không cần Nhưng Lâm Hiên thật sự không muốn mất đi vậy đáng yêu Ngay ngốc nha đầu Khi sợ chuyện gì cũng làm không tốt Chỉ sợ vĩnh viễn phải mình bảo vệ Lâm Hiên không cần Hắn cảm thấy đem Nguyệt Nhi sủng ái là một loại hạnh phúc Có thể A à Cách La Vương thống ngự âm ti Cường giả như vậy cùng Nguyệt Nhi rõ ràng khác nhau rất lớn Mình có thể hay không mất đi tiểu nha đầu trong đầu ý niệm trong đầu khó phân chuyển quá, bên tai lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, kia xinh đẹp như xài thiếu nữ, nét mặt trở nên tràn đầy lo lắng, sưu một cái hướng về Lâm Hiên nhào tới. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy, có sao không? Nhìn Lâm Hiên đầy người vết máu, Nguyệt Nhi cảm giác đau lòng vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy lệ giọt, quả thực nhịn không được yêu cầu khóc. Lâm Hiên không biết sao thở phào nhẹ nhõm, trước mắt không phải là Atula, như cũ là bảo bối của mình, Nguyệt Nhi nha đầu. Không có chuyện gì, thiếu gia ta sẽ không thuyên dễ dàng chết. Mặc dù đau đến khóe mắt co quắp, Lâm Hiên Như cũng nghiệt thanh an ủi, muốn thế nào mới có thể để cho Nguyệt Nhi thoát thân đi. Mình chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn tuyệt không đành lòng để Nguyệt Nhi cũng vẫn lạc tại nơi này. Ha ha, Lão Phu còn tưởng rằng là Atula, thì ra là chỉ là một tay bối hàng, thật là để cho ta trắng lo lắng vô ích. Khang khang thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong mang theo vài phần cuồng ngạo vẽ. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, nhẹ nhàng quay đầu, tự nhìn thấy liễu một dung mạo anh Tuấn được có chút yêu dị ít vừa mới xuất hiện bức họa, cũng làm cho cửu thiên huyền tôn trong lòng thấp thỏm. Đối với vô định hà, hắn giải được mặc dù không như la gia nhiều, nhưng đối với cho kia đoạn thời kỳ thường cổ bí ẩn, bao nhiêu hay là biết một số. Khi phản phất truyền thừa mở ra một màn, để hắn cũng vì Nguyệt Nhi là A-tu-la-vương chuyển thế, mặc dù đối phương biểu hiện ra tới tu vi mới có ngưng đan kỳ, như cũ để hắn dè chừng và sợ hãi không dứt. Nhưng này nha đầu bề ngoài khạc, cũng quá vụng về liễu những. Nếu quả thật là Atula, làm sao có thể gọi một nhân loại thiếu gia, còn nửa đường đường âm ti đứng đầu, dở tay nhất chân, cũng nên có được làm lòng người gãy khí độ, trước mắt nha đầu thấy thế nào thế nào giống như là giả. Đổi mới nhanh nhất 8 độ sau vê đút vê đút vê 8 du 8. Về phần nàng tại sao có thể xuyên cấm chế màn sáng, có lẽ là có khác ẩn tình ở đâu đầu, trước cái chốt tu la thần huyết cướp được tay, những thứ này việc nhỏ không đáng kể, hôm nay không có cần thiết đi tra cứu. Nguyệt Nhi, chạy mau Lâm Hiên muốn khởi động thân nghỉ ngơi, có thể dịch thân nhưng mềm nhũng vô lực, không khỏi vừa tức vừa vội, liều mạng muốn tụ tập pháp lực, nếu như có thể, hắn tình nguyện lựa chọn tự bạo, cũng phải vì Nguyệt Nhi sáng tạo hy vọng chạy trốn chủ tớ hai người gắn bó gần nhau thiếu gia tâm tư nguyệt nhi như thế nào không rõ ràng lắm mặt thượng hiện lên một ép vẻ cảm động thiếu gia ngươi đừng động lần này để nguyệt nhi tới bảo vệ ngươi hồ suy cái gì lâm hiên khẩn trương mặc dù nguyệt nhi thân thể chu vây có màu bạc thần huy sáng lên nhưng nha đầu này cảnh giới dù sao cũng là ngưng đan kỳ tu la thần huyết chưa luyện ép nàng ngay cả thật thể cũng không có thế nào cùng ly hợp kỳ lão quái vật đấu. Nhà đầu, không nên làm loạn, có cơ hội lời của, tự mình chạy trốn, chỉ có cuộc, mới có thể thay ta báo thù. Nguyệt Nhi đối với tình cảm của mình, Lâm Hiên trong lòng hiểu rõ, mình nếu là đã chết, nàng tuyệt không có sống một mình, có thể yêu một người, sẽ phải làm cho nàng hạnh phúc. Lâm Hiên tuyệt không hy vọng Nguyệt Nhi chết vì tình cái gì, cho nên mới cố ý nói như vậy, hắn hy vọng vì mình báo thù tín niệm, có thể chống đỡ Nguyệt Nhi thật tốt cuộc thiếu gia đừng lo lắng hai trăm năm vẫn đều là ngươi vì nguyệt nhi che gió che mưa lần này để cho ta bảo vệ ngươi mặt của cô gái thượng lộ ra ôn nhu nụ cười ngọc thủ ở lâm hiên trên người phật quá kỳ diệu chuyện tình xảy ra không chỉ có đổ máu ngừng vết thương sơ mộng thịt vẫn điên cuồng sinh trưởng tốc độ làm cho người ta sinh ngày cứng lưỡi so sánh với tốt nhất linh dược vẫn dùng được thân thể không hề nữa như vậy đâu mặc dù pháp lực không có khôi phục nhưng thương thế lại tốt lắm hơn phân nửa liễu lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu nha đầu đến lúc nào lại có liễu thần thông như thế nguyệt nhi hướng hắn lộ ra ôn nhu nụ cười lần nữa xoay người lại thời điểm nét mặt đã là hoàn toàn bất đồng là thương thế của ngươi liễu thiếu gia nhà ta sao nhìn chằm chằm trước mắt lão quái vật nguyệt nhi một một trận mở miệng không tệ một lát bổn tôn còn muốn đem vậy cũng ác tiểu tử quốc hồn luyện phách nếu như biết điều một chút đem tu la thần huyết giao ra ta không hẳn không thể bằng tha cho một mạng nhìn nguyệt nhi kiều dung cửu thiên huyền tôn trên mặt lộ ra vẻ tham lam đáng tiếc là không có thân thể quỷ vật nếu không như thế quốc sắc thiên hương cũng có thể cho rằng đỉnh lô cái này không biết xấu hổ người nhưng là thập phần thật là tốt sắc nguyệt nhi không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì có thể người này ánh mắt để tiểu nha đầu vô cùng không thoải mái quan trọng là hắn lại đem thiếu gia đã thương liễu. Tội không thể tha thứ. Nguyệt Nhi ôn nhu bình thản, tính tình thậm chí có một chút điểm. Chút nhu nhược, song tính tình nửa người tốt, cũng là có nghịch lân, nhìn thiếu gia bộ ngực cùng bụng vết thương, Nguyệt Nhi đau lòng được muốn khóc, ghê tởm này lão gia này. Người có thể đi đã chết. Cái gì? Cửu thiên huyền tôn ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó ha ha phá lên cười, vốn là này lão quái vật, cũng là lòng già sâu đậm chính là nhân vật nhưng thấy thế nào trước mắt quỷ nữ cũng bất quá ngưng đan kỳ hắn vừa như vậy có thể để vào trong mắt tiểu nha đầu ngươi có phải hay không hù dọa ngu bắt đầu nói mê sản nếu muốn chết như vậy bổn tôn thành toàn chính là tới mới tới cuối cùng khác hai gã lão quái vật cũng không có mở miệng là gia lão tổ không nói yêu tộc có được so sánh với loài người càng mạnh linh thức kia cửu đầu lão tổ mơ hồ cảm thấy chuyện này có vài phần chỗ kỳ hoặc đã có người nguyện ý ra mặt, sẽ làm cho hắn đi thử dò xét một cái tốt lắm. Sở nghi ngờ tâm tư các không giống nhau, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, tự phản phất đạt thành liễu tự khế dường như. Cửu đầu lão tổ trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, tay áo phất một cái, đã nghĩ yêu cầu thi triển nào đó quỷ dị bí thuật, song bất khả tư nghị chuyện tình xảy ra, thiên địa nguyên khí lại không cách nào ngưng tụ, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên kinh ngạc vô cùng, cho tới bây giờ gặp cổ quái như vậy chuyện ở cô ta biệt phủ, vô định hà, ngươi cho là nơi này thiên địa nguyên khí, có mặt cho ngươi khu xử. Nguyệt Nhi lạc giác bên lộ ra một tia chê cười, cùng đối mặt Lâm Hiên lúc biết điều một chút bộ dáng bất đồng, giờ này khắc này, trên mặt của nàng lại ra mấy phần ngạo khí tới. Đối thủ là ly hợp kỳ người tu tiên, có thể ở tiểu nha đầu trong mắt, nhưng phản phất con kiến hôi dường như. Biệt phủ Cửu thiên huyền tôn vừa sợ vừa giận, theo sau lại lộ ra hỗn hển vẻ. Nói nhảm, này kích tỵ muốn hù dọa ở lão phu, cho là mình thật là A-tu-la vương. Hư. Nguyệt Nhi khiểm được cùng hắn dài dòng, người này dám đã thương thiếu gia, tội không thể tha cho, ngọc thủ dơ lên, cũng không thấy nàng có nhiều hơn động tác, đường đường ly hợp kỳ người tu tiên, phát hiện mình lại không thể động đậy, tự phản phất bị thứ gì cho giam cầm. Không chỉ không cách nào nắm giữ thiên địa nguyên khí, ngay cả thân thể của mình bên trong pháp lực, đều không thể khu xử. Cái loại cảm giác này khó chịu vô cùng, tự phản phất mình cùng một phạm nhân tương tự. Hoàn toàn không phải là một vài lượng cấp, chẳng lẽ đối phương thật là a tu la vương chuyển thế, nhưng vì cái gì tu vi của nàng, như cũ dừng lại ở ngưng đan kỳ. Cửu thiên huyền tôn kinh hải muốn, Nguyệt Nhi tay trái đã nhẹ xuống phía dưới vung rơi, vô thanh vô tức, một đạo màu bạc Nguyệt Nha xuất hiện ở liễu trong tầm mắt nhìn qua cùng phong nhận có chút tương tự, song cửu thiên huyền tôn nhưng muốn tránh cũng không được, bởi vì hắn căn bản là không thể động đậy, bị dễ dàng xé rách vì hai nửa liễu. PS, Nguyệt Nhi dĩ nhiên không thể nào bây giờ tự khôi phục thành A Tu La Vương, mọi người không nên loạn triệt, miễn phía sau bị lôi, hắc hắc. Như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền vê đúc vê đúc vê đúc. 8 du 8.com chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ chánh bản đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1202 Vạn năm Linh Nhũ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Theo sau ngân quan một thiểm, kia tàn phá thi thể không gió tự cháy, trong khoảnh khắc hóa thành liễu hôi khói Một mảnh hút khí thanh âm, mọi người đều bị trấn trụ, cửu thiên huyền tôn nhưng là ly hợp kỳ người tu tiên lại không hề có lực hoàn thủ cái chăn tàn sát đâm chẳng lẽ cô gái trước mắt thật là a à tu la vương sao có thể vì sao thần thức quét qua tu vi của nàng chỉ là ngưng đan kỳ này không khỏi quá bất khả tư nghị hai gã lão quái vật liếc mắt nhìn nhau trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi còn lại nguyên anh tu sĩ tựu lại càng không cần phải nói kết quả như thế là bọn hắn nằm mơ cũng không từng lường trước đến kinh nghiệm thiên tân vạn khổ không nghĩ tới cuối cùng chờ tới cũng là vạn kiếp bất phục a à, một tiếng thét kinh hãi truyền vào lỗ tai cũng là một gã la gia trưởng lão trong lòng không chịu nổi thân hình chuyển động hóa thành một luồng cầu vồng liều lĩnh còn giống dưới chân núi chạy trốn đột nhiên mà giờ này khắc này như vậy cử chỉ không thể nghi ngờ là phi thường ngu xuẩn nguyệt nhi ở lâm hiên trước mặt là ông nhu nghe lời tiểu nha đầu Bất quá đối với những người khác rồi lại không giống với lúc trước, ngọc thủ dơ lên, chậm rãi về phía trước điểm. Chút đi. Khi chạy trốn quan đột nhiên ngừng lại, chạy trốn tu sĩ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể lạc linh lực lại không bị mình điều khiển, song này còn không phải là đáng sợ nhất chuyện. Thân thể của hắn, giống như bị suy trướng tức bóng cao su giống như, không có chút nào dấu hiệu từ mình phồng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tròn, y phục đều bị nứt vỡ, theo sau thình thịch một tiếng truyền vào lỗ tai, đầy trời huyết vụ, tên chạy trốn tu sĩ lại tự bạo liễu. Dĩ nhiên, người sáng suốt cũng nhìn ra hắn không phải là tự nguyện. Trong lúc nhất thời, mọi âm thanh đều tịch, chính là La gia lão tổ, trên mặt cũng thảm không người nào sắc, thân thể như run rẩy giống như khởi sướng đậu tới. Ở nhân giới, hắn đã là đính mà tim mà cường giả, bình thời tự nhiên quyền sanh sát trong tay, song thật đến nơi này một khắc, pháp lực càng cao tu sĩ nhưng thật ra càng sợ chết. Nguyệt Nhi sợ biểu hiện ra thần thông, quá mức thâm ảo phiền phức, để hắn hưng không dậy nổi một điểm phản kháng ý niệm trong đầu. Hơi do dự, hắn lại thình thịch một tiếng quỳ đi xuống, liên tục dập đầu. Tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, sống sót mới là trọng yếu nhất, bằng người tu tiên hèn hạ vô sĩ, thời khắc mấu chốt, căn bản là sẽ không để ý tôn nghiêm cùng mặt mũi là gia chúng sử ngẩn ngơ, trong ngày thường, lão tổ ở bọn họ tâm mẫu trung nhưng là thần linh giống như tồn tại, nằm mơ cũng không nghĩ tới có nhìn thấy hắn như thế hèn mọn khiếp nhược một mặt. Trong lòng cảm thấy bỉ di, song những tên kia ở xem thường lão tổ đồng thời, từ mình rồi lại chút nào. Không do dự quỳ xuống, nói trắng ra liễu, người tu tiên chính là rất sợ chết. Còn đứng liền chỉ còn lại có kia cấp năm yêu tộc, cửu đầu lão tổ tham hoa háo sắc, hung tàn chuyện tình trải qua rất nhiều, bất quá tương đối mà nói, ngược lại so sánh với la gia chúng tu sĩ có cốt khí một điểm. Quỳ gối cầu xin tha thứ, hắn tự hỏi vẫn làm không được. Hơi do dự, cửu đầu lão tổ trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt vẻ, đột nhiên dùng tay phải ở phía sau não vỗ, một viên cây long nhãn lớn nhỏ hạt châu từ trong miệng hắn bay ra. Trong suốt lóe ra, mặt ngoài lại có năm màu linh quang không ngừng lưu chuyển, vừa nhìn chính là bất phàm vật đây chính là hắn khổ tu mẫn ngàn năm sở ngưng tụ thành yêu đan. Yêu tộc tu tiên so sánh với loài người càng thêm gian nan, bất quá có mất thì được, tự thọ nguyên mà nói, bọn họ phổ biến nếu so với loài người lớn lên nhiều. Cửu đầu lão tổ nhưng là sống mẫn ngàn năm lão quái vật. Yêu đan lâm hiên ra mắt rất nhiều, bất quá cấp năm nhưng văn sở vị văn, dù sao ai dám đi diệt sát ly hợp kỳ yêu tộc, đây không phải là ông cụ thác cổ, ngại mạng trường sao. Hơn nữa tu vi đến rồi kia cấp bậc, sau lưng nhất định đại biểu có thực lực cường đại, mặc dù vọng đình lâu, cũng không dám đối với cấp 5 yêu tộc dễ dàng xuất thủ, thắng bại tạm không nói đến, không cẩn thận, sẽ đưa tới sóng to gió lớn, một lần nữa mở ra yêu nhân hai tộc đang lúc chiến hỏa. Yêu đang có thể làm thuốc, có thể luyện trong bảo khố, cấp 5, quả thật có thể ngộ nhưng không thể cầu vật. Lâm Hiên mặc dù không thể động đậy, nhưng mở miệng nói chuyện vẫn là không có vấn đề gì. Nguyệt Nhi, kia yêu đang lưu lại, thiếu gia hữu dụng. Tiểu tỳ đã biết rồi. Nguyệt Nhi quay đầu lại, cười ngọt ngào mở một, trên mặt sát khí vô ảnh vô tung, toát ra tới, chỉ có kia như nước ôn nhu. La gia chúng tu sĩ cũng có những mơ hồ, trước mắt thật là A Tu La Vương sao? Từ khí độ mà nói, quả thật rất nhiều điểm đáng ngờ nơi, đường đường âm ti đứng đầu, mặc dù đối mặt chân tiên cũng nghiêm túc, thế nào phải trước mắt ngây ngô tiểu nha đầu? có thể nếu nói là không phải là, thực lực của nàng vừa nên giải thích như thế nào, dở tay nhất chân, tự diệt sát liễu ly hợp kỳ người tu tiên, về phần nguyên anh tu sĩ, hơn phản phất nê nắm giấy, phất tay một cái, là có thể làm cho đối phương hôi phi yên diệt liễu. Cổ quái nhất là, tu vi của nàng chỉ là ngưng đan kỳ, đây là để cho người trăm mối vẫn không có cách giải chuyện. Chẳng lẽ trong đó có cái gì khác huyền cơ, là vừa mới kia nhũ bạch sắc cột sáng, hay là cùng tu la thần huyết có liên quan đi? là gia lão tổ vừa bộ mặt e ngại dập đầu trong đầu tâm tư nhưng đang không ngừng chuyển động hắn loại này cấp bậc lão quái vật kinh nghiệm mưa gió so sánh với thường nhân đi qua cầu còn nhiều sao lại thật sự dễ dàng khuất phục làm như vậy bất quá là trì hoãn binh kế sách cười đáp cuối cùng mới là người thắng đừng nói dập đầu liễu chỉ có có thể thay đổi càng khôn bị nửa lớn vũ nhục vừa bị cho là cái gì lão quái vật trong lòng tàn bạo nhớ ánh mắt của hắn ở Nguyệt Nhi trên người quét qua, trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh vừa vô cùng tốt che giấu, động thanh sắc đem con mắt loại dịch chuyển khỏi. Không có nhìn lầm, tiểu nha đầu này thân thể chung quanh gai bạc so sánh với vừa mới ảm đạm rất nhiều. Cho nên lão quái vật bắt đầu lớn mật suy đoán, tiểu nha đầu này cái vốn cũng không có nhận được A-tu-la vương truyền thừa, thậm chí ngay cả tu-la thần huyết cũng không có luyện hóa. Chỉ bất quá mới vừa rồi kia nhũ bạch sắc cột sáng, chính là a tu la vương lưu lại nơi này thế gian một chút lực lượng không biết như thế nào cơ duyên trùng hợp bị nha đầu kia quán chú ở tại trong thân thể nhưng lực lượng như vậy chỉ dùng để một điểm ít một chút thậm chí theo thời gian trôi qua cũng có thể có từ từ biến mất nói một cách khác nha đầu này giờ phút này sở dĩ có thể dáng vẻ khí thế độc ác vạn trượng bất quá là cáo mượn oai hùng mượn liễu a tu la vương còn sóc lại trên thế gian lực lượng mà thôi mình nếu như có thể nghĩ biện pháp kéo dài tới khi lực lượng biến mất. Đối phương bất quá một chính là ngưng đan kỳ quỷ nữ, đối phó nàng không cần tốn nhiều sức, còn nữa đối phương chưa từng luyện hóa tu la thần huyết, nghĩ đến đây, là gia lão tổ tâm. Trung một mảnh lửa nóng, nhưng ngoài mặt, như cũ là một bộ bối rối sợ vẻ. Trong lòng mưu kế lên thế nào đối phó Nguyệt Nhi tới? Cùng la gia lão tổ. Ép cơ thâm trầm bất đồng, những thứ khác nguyên anh kỳ người tu tiên, mặc dù một cái hai người, cũng không phải là dễ dàng hạng người, nhưng lần này đối với giờ phút này, nhưng không có dư thừa ý nghĩ, dù sao đối với phương ngay cả ly hợp kỳ lão quái cũng có thể dễ dàng diệt sát, bọn họ nơi nào còn dám trong lòng còn có may mắn a à, là gia lão tổ nhìn bên cạnh con cháu, trước mắt hiện lên một tia ác độc vẻ. Tục ngữ nói, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần mình có thể có được cũng đủ chỗ tốt, gia tộc vừa bị cho là cái gì. Tử Thông. Làm như trong tộc hai gã hậu kỳ tu sĩ một trong, là Tử Thông thân phận gần với lão tổ, dù sao huyết la đồng tử tàn nhẫn ác độc, mà mạnh vì gạo, bạo vì tiền hắn đã là điều động nội bộ tốt tộc trưởng chọn người liễu. Lần này lấy tu la thần huyết kinh nghiệm khúc chiết, song mọi người khẽ cắn môi tất cả cũng vượt qua đã tới, không nghĩ tới cuối cùng nhưng diễn biến thành loại kết quả này, chẳng lẽ thật là ngày yêu cầu mất ta la gia. Chính tâm trung thấp thỏm, lão tổ truyền âm hãy tiến vào liễu lỗ tai la tử thông không khỏi ngẩn ngơ có chút hồ nghi quay đầu không nên cử động lão phu bây giờ là dùng bí thuật cùng còn nữa tất cả đệ tử nói chuyện loại bí pháp này cùng huyết mạch có liên quan cho dù nha đầu kia thần thức cường thịnh trở lại cũng không cách nào nghe lén không chỉ la tử thông một cái còn sót lại xuống tới tám tên la gia đệ tử toàn bộ cũng nghe được lão tổ tông truyền âm liễu các ngươi có thể còn nhớ rõ lên đường trước ta cho các ngươi mỗi người ăn liễu một linh đan. La tử thông động tác vô cùng trì hoãn gật đầu, hắn tự nhiên nhớ kỹ, kia đang dược mặt ngoài bị một tầng sáp bao vây, ăn vào sau khi chẳng qua là dừng lại trong thân thể. hắn làm lúc vẫn rất nghi ngờ, hỏi làm như vậy có gì cách dùng, lão tổ tông cười mà không đáp, lão er đến thời khắc máu chốt tự có dịu dụng. mặc dù trong lòng nan giải, nhưng La tử thông hay là phục, thứ nhất lão tổ tông ra lệnh không dám không tuân theo thứ hai tất cả trưởng lão đều có dùng trừ phi lão tổ điên rồi nếu không cũng không thể nào đi hại tất cả trưởng lão các ngươi hãy nghe ta nói lạp hoàng trong bao vây là một giọt vạn năm linh nhũ vạn năm linh nhũ mọi người thiếu chút nữa nhịn không được thất thanh kinh hô mặc dù cố gắng ẩn địch hay là đứng thẳng đột nhiên động dung đây chính là truyền thuyết vật ở linh giới cũng chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu nghe nói chỉ cần một giọt tự có thể để tu sĩ khô kiệt pháp lực tận phục lão tổ trong tay như vậy sẽ bảo vật như vậy hơn nữa lại hào phóng để cho bọn họ trước đó ăn vào liễu trong lòng kim nghi dĩ nhiên bây giờ là không thể nào tiếp tục đi xuống hỏi tới chỉ có lão tổ truyền âm tiếp tục truyền vào trong tay. lần này tâm bảo lão phu cũng không có linh đến sẽ nhiều như vậy biến cố hoàn hảo để lại chuẩn bị ở sau đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu pháp lực của các ngươi cũng sợ còn dư lại không có mấy một lát nghe lão phu phân phó đem lạp hoàng thúc dục phá sau đó ăn vào linh nhũ tu vi làm có thể tẩn phục cô gái trước mắt thật là đáng sợ nhưng vô luận như thế nào lão phu cũng không có thể cho các ngươi cũng chết ở chỗ này nếu không thiên châu la gia nhất mạch sợ rằng thật sự nếu bị diệt tộc một lát các ngươi ăn vào linh nhũ sau này tự liều mạng chạy trốn lão phu có vận dụng bên trong tộc cái kia bí thuật toàn lực ngăn cản nàng mặc dù đánh không lại nhưng mới có thể đủ trì hoãn một thời ba khắc la gia lão tổ đại nghĩa lẫm nhiên nói các trưởng lão ngạc nhiên sau nét mặt cũng cảm động hết sức bọn họ dĩ nhiên biết kia bí thuật là cái gì thiêu đốt tánh mạng đổi lấy lực lượng kết quả cuối cùng không chỉ ngã xuống hơn nữa còn có hồn phi phách tán bất quá vốn là thân vùi lấp tuyệt địa hôm nay có một đường sinh cơ người người tất cả cũng kích động không thôi vốn là đối với lão tổ tông bỉ di cùng bất mãn Tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, thủ nhi đại chi là ước mơ cùng cảm động. Đáng tiếc bọn họ nhưng không có phát hiện, là gia lão tổ đáy mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ đắc ý cùng vẻ chê cười. Người tu tiên phần lớn là vì tư lợi, mặc dù cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi, có thể vì đối phương đưa an nguy của mình cho không để ý, nhưng la gia lão tổ tuyệt không phải như vậy người. Mà nhỏ như vậy động tác, Nguyệt Nhi cũng không rõ ràng lắm giờ này khắc này, nàng đang nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm cửu đầu lão tổ, thiếu gia đã nói, kia yêu đang hữu dụng, mình tự nhất định phải nắm bắt tới tay trung. Dường như 200 năm, từ mình vẫn chẳng bao giờ đưa quá thiếu gia lễ vật, Nguyệt Nhi cũng không muốn để Lâm Hiên thất vọng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1203 chương 1203. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nghe chủ tớ hai người ngôn ngữ, cánh phản phất đem mình trở thành liễu gạch bản thượng cá, có thể ý xâm lược, Cửu đầu lão tổ tự nhiên trong lòng giận dữ. Làm như ly hợp kỳ yêu tộc, hắn đến lúc nào bị quá bực này vũ nhục. Bất quá giận thuộc về giận, ở được chứng kiến Nguyệt Nhi thần thông thủ đoạn sau, hắn cũng không dám có phần chút nào khinh thường. Tay áo phất một cái, bàn bạc yêu lực mãnh liệt ra. Ở thấy cửu thiên huyền tôn kết quả sau này, lão gia hỏa này, rất thông minh không có đi điều động thiên địa nguyên khí. Quả nhiên, trong cơ thể pháp lực có thể ý khu sử, điều này làm cho hắn đại thở dài một hơi. Cả băng đạn cả băng đạn thanh âm truyền vào lỗ tai, cửu đầu lão tổ y phục bị xính phá, thân hình lại càng tăng vọt đi lên. Biến thành một cửu đầu đại xa. Chiều cao vượt qua trăm trượng, đèn nhánh bóng loáng, dòng tấm lóe ra tinh quang, tuy nói là xà. Rắn, nhưng nhìn khí thế, chính là giao lông cùng hắn so sánh với, cũng giống như là con kiến hôi. Cấp 5 yêu tộc, đây mới là diện mục thật của hắn. Mà yêu đang treo cao ở chính viên đỉnh đầu bầu trời, tia sáng lóe ra, mơ hồ có một cổ khiếp người khí thế phát ra. Cho đòi. Con rắn kia cái đuôi vung, ngùng lớn mở ra, phun ra vàng thùng loại thô chính đạo cột sáng, theo sau một trận lóe ra, mỗi đạo cột sáng giữa đường thời điểm cánh phân giải khai. Hóa thành liễu con con trắng nhỏ. Trường bất quá hơn một xích, nhưng số lượng nhưng kinh người vô cùng, chi chít, chừng mấy vạn con nhiều. Mà đại xà khí thế, rõ ràng quể oải liễu đi xuống, hiển nhiên lần này bí thuật, cũng không phải là dễ dàng tự khả thi dương. Hừ dơ Nguyệt Nhi cũng không thèm để ý, mặc dù từ bản tính mà nói, tiểu nha đầu còn có chút nhu nhược, nhưng chẳng biết tại sao, bị tầng kia gai bạc bao vây, dường như bầu trời địa đang lúc hết thảy, cũng có thể không không coi vào đâu. Là gia lão tổ đoán không sai, thông qua linh lực dụ thể, Nguyệt Nhi quả thật nhận được liễu kiếp trước sở lưu lại một chút lực lượng, nhưng cùng trăng non công chúa tình huống bất đồng, những lực lượng này là duy nhất, cũng sẽ không đối với Nguyệt Nhi tính cách cùng thực lực có gì ảnh hưởng, đáng tiếc dùng một điểm cũng chỉ có ít một chút liễu. Cho nên Nguyệt Nhi nhìn qua là ngưng đăng kỳ, cửu thiên huyền tôn nhưng thập phần uất ức chết đi ở tại trong tay của nàng. Đối mặt kia hàng vạn hàng nghìn ma xà. Rắn, Nguyệt Nhi khóe miệng lộ ra một tia chê cười, tay trái giơ lên, chậm rãi về phía trước điểm. Chút đi. Phá. Đón thần huy khải, từ hàm răng trong chỉ có nhả ra như vậy một chữ, hô hạ xuống, chung quanh hiện tượng thiên văn cánh chợt phát sinh thay đổi, vốn là dị tượng biến mất sau này, đã là tin không vạn lý, đột nhiên mà giờ này khắc này, nhưng quỷ dị âm chìm xuống. Mây đen nhăn lại, lông ngỗng loại tuyết rơi thật nhiều từ trên bầu trời bay xuống. Một đạo lam quan hiện lên, kia tính bằng đơn vị hàng nghìn ma xà. Rắn bị đóng băng. Mọi người thấy vậy ngay người, đây là cái gì thần thông? Ly hợp kỳ tu sĩ có thể bước đầu khu sử thiên địa nguyên khí, nhưng phải cùng bản thân công pháp xứng đôi hợp, mượn thiên nhai hại các thái thượng trưởng lão mà nói, mộng như yên tu luyện phiêu vân lạc tuyết bí quyết, chính là thủy thuộc tính cấp tột cùng công pháp, có thể khu sử nước nguyên khí, ở biển rộng hoặc là có hồ địa phương. Chỗ hơn hiển uy lực. Nhưng ngũ hành trung những khác nguyên khí, mộng như yên liền không thể nào liên quan đến. Mà Nguyệt Nhi vừa mới ngọc thủ điểm ra, mơ hồ có gai bạc hiện lên, theo sau ma xà. Rắn mới bị đóng băng, kia gai bạc thuộc tính là vô, không thuộc kim mộc thủy hỏa thổ, phản phất nhảy ra ngũ hành trong, chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết tiên lực sao? Nghĩ tới đây, đại xà nét mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng, hắn đoán được không sai, mặc dù A-tu-la vương lưu lại lực lượng, cùng khỏe hẳn lúc so sánh với, bất quá cửu ngưu nhất mau mà thôi, nhưng tự thuộc tính mà nói, đúng là tiên lực. Không có ở đây ngũ hành, nhưng ngũ hành nhưng có thể ý khu sử. Nguyệt nhi, không nên trì hoãn, tốc chiến tốc thắng. Lâm Hiên mặc dù không thể động đậy, nhưng nhãn lực như cũ vẫn còn, nói lòng dạ, hắn cũng không so sánh với La gia lão tổ chỗ thu kém, tiểu nha đầu tuy lớn tranh tài gió, nhưng khí thế cũng đang rõ ràng yếu bớt, thân thể chung quanh ngân huy càng ngày càng mờ liễu, Lâm Hiên mơ hồ cảm thấy không ổn, mặc dù tình huống cụ thể như thế nào, không có thời gian làm nhiều suy tư, nhưng tốc chiến tốc thắng luôn là không sai. Nga. Nguyệt Nhi có chút nghi ngờ, bất quá thiếu gia lợi của luôn là muốn, trong tay pháp quyết biến ảo tự chuẩn bị thi triển khác sát thủ. Mà la gia lão tổ trong mắt tinh mang hiện lên, cũng giống như hậu bối con cháu cửa truyền âm liễu. Mọi người đem lạp hoàng giảo phá, ăn vào vạn năm linh nhũ, một lát lão phu liệu mạng đem nàng này ngăn trở, các ngươi làm hết sức nhanh lên chạy trốn. Đa tạ lão tổ. Chúng tu sĩ quát to một tiếng, lúc này lần này S1, cũng không còn cần thiết tiếp tục che giấu, đem trong cơ thể lạp hoàng chuẩn bị phá, một giọt màu đen chất lỏng xuất hiện. Đây là cái gì? La tử sơ kinh ngạc, làm như nguyên anh kỳ người tu tiên, kiến thức tự nhiên có chút uyên bác, vạn năm linh nhũ dĩ nhiên chưa từng thấy qua, phần ngoại lệ tịch thượng miêu tả nhưng rõ ràng. Phải là nhũ bạch sắc, xúc tích bỏ được có kinh người linh lực ở đâu đầu. Có thể lạp hoàng hòa tan sau khi chất lỏng, không chỉ có đen nhánh như mực, còn có một cổ làm cho người ta không thoải mái hơi thở lộ ra. Chẳng lẽ nói, lão tổ đang gạt ta. La tử sơ trong đầu, ý nghĩ này như điện quan hỏa thạch loại hiện lên, nhưng nàng đã không có cơ hội làm nhiều suy tư, khi chất lỏng nhanh chóng sáp nhập vào đan điền của nàng trong, sau đó theo linh lực, ở toàn thân du tẩu. La tử sơ trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh đã bị máu đỏ cho đại thế, một cổ bạo ngược khí từ đáy lòng dâng lên, nàng lấy tay nhặt đầu, vốn là thanh lệ trước mặt cho tràn đầy vặn vẹo, tựa hồ khó chịu vô cùng phốc 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 một, một 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 từ sau lưng của nàng, thậm chí dài ra liễu như con dơi giống như thịt cánh, biến hóa còn không dừng lại hơn thế, móng tay duỗi dài, con người biến thành màu tím, lõa lồ bên ngoài bề ngoài da thịt, hơn quỷ dị hơn ra vô số cổ quái hoa văn tới. Những thứ kia hoa văn thâm ảo phiền phức, nhìn qua cũng cùng phù chú hơi có vài phần chỗ tương tự. Mà phát sinh biến hóa tự nhiên sẽ không mới có la tử sơ, còn dư lại bảy tên la gia tu sĩ, bao gồm hai gã vô hậu kỳ kỳ đại tu tiên giả, nét mặt vô không thống khổ đã vô cùng, có thậm chí tại nguyên chỗ đã khởi cút tới. Áo bị nứt vỡ, thân hình của bọn hắn tất cả cũng hoặc nhiều hoặc ít phát sinh biến hóa liễu. Lâm Hiên con ngươi hơi co lại, mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, là ma hóa sao? Không đúng, cùng yêu ma rõ ràng bất đồng, cũng cùng âm ti giới có chút lệ quỷ hơi có vài phần chỗ tương tự la gia lão tổ mắt lộ ra một tia điên cuồng vẽ này phản tổ đang chính là la gia bí truyền bất quá lật lần gia tộc lịch sử bao gồm lúc này cũng vẻn vẹn sử dụng quá hai lần lần đầu tiên sử dụng thời điểm chính là la gia sinh tử tồn vong hết sức tổng đang bị bảy đại tông môn vây công mắt thấy đối kháng không được không ít cao thủ tự sử dụng phản tổ đang liễu danh như ý nghĩa lần này đang có thể đưa bọn họ trong huyết mạch lực lượng tỉnh lại là già vốn là thiên sát minh vương hậu duệ mặc dù truyền thừa nhiều năm sau khi huyết mạch đã rất mỏng manh nhưng như cũ có thể biến hóa vì âm ti quỷ vật mà biến thân sau này thực lực nhưng là sẽ tăng vọt một mảng lớn dĩ nhiên trên sẽ không rụng rơi xuống lực lượng mặc dù có thể tăng lên giao ra thật nhiều cũng không phỉ cho dù là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ loại này biến thân cũng chỉ có thể chống đỡ một nén nhang công phu thời gian theo sau tự bạo thể mà chết liễu. Như muốn biết hậu sự như thế nào, xin lên đất liền vê đúc vê đúc vê đúc. 8 du 8 chấm công chương và tiết càng nhiều, ủng hộ tác giả, ủng hộ chánh bản đọc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1204 Chương 1204 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lần đầu tiên sử dụng phản tổ đan chính là la gia sinh tử tồn vong chi khắc hơn nữa các tu sĩ cũng là tự nguyện dùng người người sau khi biết quả song lần này bất đồng bao gồm hai gã đại tu sĩ ở bên trong tám gã trường lão tất cả đều là bị lừa gạt dùng hơn nữa ở đang trong dược kia lão quái vật vẫn tăng thêm liễu một số vật gì khác để cho bọn họ ở tu vi tăng nhiều đồng thời cũng mất đi tâm trí kể từ đó có thể cung mình khu sử. Nhà đầu kia cũng không phải là A Tu La vương chuyển thế, chỉ bất quá chiếm được nàng một chút lực lượng mà thôi. Nếu như có thể từ từ tiêu ma, mình cùng dạng có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nếu như có thể đem Tu La thần huyết vào tay tay, lên cấp ly hợp hậu kỳ cũng không phải là mộng. Như vậy thì bảy thành hy vọng phi thăng đến linh giới trong. là gia lão tổ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, giờ này khắc này hắn đã bị cầu sinh dục vọng bao vây, về phần gia tộc như thế nào, căn bản là vứt chưa sau đầu, con cháu trưởng lão tất cả đều bị hắn làm như pháo hôi sử dụng. Rống. Thê lương tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai, trước mắt xuất hiện mấy tên hình dáng tướng mạo dữ tận quái vật, toàn thân quỷ khí dâng lên, rống giận giống như giữa không trung thiếu nữ đánh tới liễu. Các ngươi muốn tìm đường chết sao? Nguyệt Nhi trên mặt đẹp lộ ra một tia lạnh lùng vẻ, nghe thiếu gia phân phó, nàng cũng không dám trì hoãn, tay áo phất một cái, ánh sáng ngọc ngân huy bay vút ra. Giữa không trung, hóa thành một đóa Phật đà nhị sen, chậm rãi huyền phù, theo sau vô số bát phi đao từ bên trong phốc 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 một một, một 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 một, có chút trầm muộn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, cũng là phi đao phần lớn, giống như một ngọn núi đao loại áp đi qua. Tự như độ thực cấp, những thứ kia quỷ hóa sau khi la gia trưởng lão vốn đã mất đi linh trí, tu vi bạo tăng liễu chút ít, nhưng phản ứng cùng trước kia so sánh với, ngược lại chậm chạp những. Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không ngồi chờ chết, nương theo lấy nồng đậm quỷ vụ, pháp bảo cùng bí thuật đều xuất hiện, nhưng còn không có hiệu quả, bị kia đầy trời đau ánh nuốt hết. Bên kia, cửu đầu lão tổ tình huống cũng không sai biệt lắm, hắn mặc dù hóa thân thành chiều cao trăm trượng kinh khủng cự xa, nhưng vẫn là bị khắp ngày hàng khí cho đông lạnh ở. Mặt hắn có thiên đại thần thông cũng thi triển không ra, Nguyệt Nhi ngón tay ngọc một điểm, mấy đạo kiếm khí thoáng hiện, một viên một viên chém xuống liễu cổ đỉnh đầu. A Tu La Vương lưu lại lực lượng không nhiều lắm, nhưng diệt sát loại này cấp bậc tồn tại hay là dễ dàng. Oanh! Tàn thi mang theo khối băng ầm ầm rơi xuống đất. Chỉ có viên này cây lông nhãn lớn nhỏ yêu đang huyền phù ở giữa không trung trong, ngũ thải lưu ly. Nguyệt Nhi trên mặt đẹp lộ ra vẻ hài lòng, song chưa chờ nạn có điều động tác, linh quan chợt lóe, kia yêu đang lại bay lên như mềm mại loại bắn nhanh giống như phía ngoài muốn chạy tiểu nha đầu khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt đây chính là tự mình chuẩn bị đưa cho thiếu gia lễ vật vô luận như thế nào cũng không có thể tùy ý cổ chuồn mất một đạo pháp quyết đánh ra trên bầu trời bạch mang lóe ra một ít lễ giống như củ sen loại cánh tay hiện hình ra một tay lấy kia yêu đang bắt theo sau chợt lóe phi trở lại thiếu nữ trước mặt trước chỉ thấy yêu đang bị kia bạch mang bao vây bên trong còn có một mini hãy hồn phách như ẩn như hiện ly hợp kỳ yêu thú nội đang cùng tinh hồn những điều này là do chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bảo vật nguyệt nhi tiện tay đối với dưới của hắn liễu một cái giam cầm sau đó thu vào trong túi sau đó nàng chậm rãi xoay người lại la gia lão tổ sắc mặt nhất thời trắng bệch tính sai mặc dù hắn thôi chắc không sai Nguyệt Nhi trên người lực lượng quả thật dùng một điểm ít một chút, song đối phó ở đây người tu tiên, như cũ dư giả. Đối mặt A Tu La Vương thần lực, bất kể ly hợp kỳ hay là nguyên anh kỳ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là độc nghĩ. Tiên tử chạy trối chết. La gia lão tổ hai đầu gối mềm nhũng, lần nữa quỳ xuống. Lâm Hiên thở dài, tu tiên giới da mặt dày người rất nhiều, bất quá có thể dày đến tình trạng như thế thực cũng đã người xem thế là đủ rồi liễu tha cho ngươi. Nguyệt Nhi bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đạo hữu vừa mới tự khái quá đầu liễu, theo sau vừa xuất nhĩ phản nhĩ, bây giờ mưu kế thất bại, mở miệng lần nữa cầu xin tha thứ ngươi cảm thấy tiểu nữ tử sẽ tin ngươi sao. Bành bạch ba thanh âm truyền vào lỗ tai, cũng là la gia lão tổ vương tay ra, từ phiến bạc tai. Là tiểu nhân mắc vụng về, tiên tử ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, chỉ cần bỏ qua cho ta, tại hạ tuyệt không dám nữa phản liễu, ta nguyện ý cùng tiên tử dưới thể tre chủ tớ huyết khế, chung thân phụng dưỡng cho, không? Nguyệt Nhi nghe cũng có một số động tâm, dù sao tình huống của mình mình rõ ràng, tu la thần lực không cần thiết một thời ba khắc, sẽ tan thành mây khói liễu, nếu có một ly hợp kỳ lão quái làm tôi tớ, chỗ tốt là có thể nghĩ. Thiếu gia, ngươi nhìn này. Mặc dù mình ý động, bất quá cuối cùng nhất định là tùy thiếu gia làm chủ, tiểu nha đầu quay đầu, trên mặt lộ làm ra một bộ biết điều một chút thần sắc. Lâm Hiên tâm trí không cần phải nói, song nghe được tốt như vậy nơi cũng đứng thẳng đột nhiên động dung, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ do dự. Vị tiểu hữu này, ngươi để lão phu một con ngựa tuyệt đối là sáng suốt cử chỉ, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng tiến vào ly hợp kỳ cũng có bốn năm trăm năm, đối với như thế nào đột phá chưa từng anh đến thật hợp bình giáp cũng rất có tâm đắc, còn nửa bình sanh sở học huyền diệu pháp thuật, tất cả đều có nhất nhất kính dân cho chủ nhân, bằng chủ nhân niên kỹ kỹ, lại có lão nô phụ tá, sớm muộn có một ngày có vượt qua vọng đình lâu, trở thành ngày vân 12 châu đệ nhất cao thủ. Bằng la gia lão tổ âm hiểm, dĩ nhiên nhìn ra Nguyệt Nhi mọi chuyện nghe lâm hiên, trên mặt lộ làm ra một bộ vẻ lấy lòng, tràn đầy quyến rũ mở miệng. Vượt qua vọng đình lâu. Lâm Hiên đuôi lông mày vừa động, tự hồ có chút ý động. Không tệ, chủ nhân nên rõ ràng, ta thiên châu la gia ngày xưa chính là yêu nhân hai tộc bá chủ hôm nay mặc dù đã xuống dốc nhưng tổ tiên truyền xuống tới kỳ diệu công pháp đếm không hết bằng chủ nhân tư chất chất chỉ cần học mấy trăm năm sau khi nhất định có thể vượt qua vọng đình lâu được rồi bất quá ngươi thật muốn cho biết đối với ta trung thành trước hết làm một việc lâm hiên lấy tay phủ tráng có chút âm trầm mở miệng cái gì quan danh trạng ngươi hiểu sao viện binh danh trạng là gia lão tổ ngẩn ngơ trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên không tệ nghĩ phụng ta làm chủ trước đem hai người kia giết đi lâm hiên tay giơ lên hướng về phía nơi xa hai người một ngón tay chính là hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ hai người này để ở bên ngoài cũng là nhất phương bá chủ song thấy liễu nguyệt nhi kinh người thần thông sau này nhưng đã sớm mất đi lòng phản kháng liễu hết lần này tới lần khác vừa không dám chạy trốn đi nghe lâm hiên lời của sắc mặt khó coi được cùng người chết không sai biệt lắm chủ nhân nói giết hắn rồi lượng là gia lão tổ tâm niệm chuyển động nhưng chưa lâm hiên vì sao nói cổ quái như vậy yêu cầu để tiểu nha đầu động thủ không phải là dễ dàng sao chẳng lẽ thật chỉ là muốn phải thử một chút mình thế nào ngươi không muốn hay là nói thần phục ta chỉ là tìm cớ lâm hiên nét mặt nghiêm túc ha hả chủ nhân hiểu lầm liễu ngươi đã muốn hai người đỉnh đầu ta đây tự đưa bọn họ kính dân la gia lão tổ vội vàng bộ mặt lấy lòng nói, theo sau xoay người lỗi, trên mặt đã đổi lại làm nhe răng cười vẻ, lớn thiện sợ ác, quả thực đã đến làm người ta xem thế là đủ rồi trình độ. Chủ nhân lời của, hai người các ngươi có thể nghe thấy được, không muốn ăn khổ, tự biết điều một chút tự sát tốt lắm. Thanh liên cư sĩ cùng hỏa giao vương liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng đều có những phát khổ, đối mặt ly hợp kỳ lão quái vật, hai người bọn họ cơ hội có thể nói một tia cũng không, huống chi còn nửa kia thiếu nữ đáng sợ, mắt nhìn chầm chầm vào ở bên. chẳng lẽ hôm nay thật có vẫn rơi? đôi ta cũng nguyện phụng các hạ làm chủ. hai người chậm rãi mở miệng. không cần, tại hạ chỉ nghĩ yêu cầu hai người đầu người, họ là, còn chưa đồng thủ. dạ. bị một hậu bối đến kêu đi hết, là gia lão tổ trong lòng tất nhiên buồn bực vô cùng, song ngoài mặt nhưng chút nào cũng không dám lộ ra, một thân oán khí tất cả đều rơi tại hai người xui xẻo quỷ trên người. Hai tay nắm chặt, phụ cận thiên địa nguyên khí chen chút ra, không có Nguyệt Nhi cản trở, thực lực của hắn vừa trăm phần trăm khôi phục. Hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ khóe miệng đều một trận phát khổ, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng tự nhiên không vụ ngồi chờ chết, âm âm nổ truyền vào trong lỗ tai. Nguyên Anh cùng ly hợp mặt ngoài chỉ thua kém một bước, nhưng thật ra nhưng hoàn toàn bất đồng, hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ mặc dù một đời kiêu hùng, cuối cùng là chấp tay ở tại la gia lão tổ trong tay. Hai khỏa máu chảy đầm đi đỉnh đầu, hỏa mũi vương yêu đang cũng bị lấy ra, lão quái vật trên mặt tràn đầy quyến rũ vẻ. Hai tay cung kính hiện lên cho lâm hiên thân liều mạng. Chủ nhân, ngài vẫn hài lòng sao? Không tệ, không tệ. Lâm Hiên gật, trên mặt nhìn không ra hỉ giận. Nguyệt Nhiên Ngọc thủ phất một cái, đem yêu đang lấy đi, theo sau Lâm Hiên đầy mặt chê cười mở miệng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, vậy ngươi cũng có thể an tâm đi chết. Lâm Hiên lời còn chưa dứt, tiểu nha đầu trên người đột nhiên có một cổ sát khí toát ra, hai tay xanh lên, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh đi ra ngoài. Ngân quan lóe ra, là gia lão tổ phát hiện mình không thể động đậy, tình huống tự cùng cửu thiên huyền tôn bị ngày thời điểm không sai biệt lắm. Ngươi một 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 một, Lão quái vật vừa sợ vừa giận, nhưng chủ tớ hai người căn bản là không tha hắn nhiều mô e r, nguyệt nhiên người mối lái vung nơi, một đạo lóe sáng gai bạc ở giữa không trung xuất hiện. Tự như độ thực cấp, một viên đấu lớn đỉnh đầu phóng lên cao, theo sau tiểu nha đầu nửa công ngón búng ra, một viên hỏa cầu đưa biến thành hôi khói. Lâm Hiên nới lỏng liễu khẩu khí, bên khóe miệng lộ ra một tia ý cười, đứng ngốc mới có thể bảo hộ lột da. Chủ tớ huyết khế trước kia tu vi thấp thời điểm lâm hiên cho là này là phi thường lợi hại bí thuật nhưng bây giờ cũng rõ ràng trên đời bất kỳ cấm chế đều cũng có lại vừa giải thu một ly hợp kỳ người tu tiên vì phó nghe đi tới đúng là thật lớn dụ dỗ nhưng lâm hiên cũng không muốn thời thời khắc khắc cũng phải đề phòng không cẩn thận đã bị đối phương cho ám toán liễu cân nhắc hơn thiệt hay là đem đối phương tiêu diệt hết bớt lo một số mà nguyệt nhi lúc này cũng rơi xuống nàng thân thể chung quanh lan huy đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa nói về a tu la vương truyền thừa xuống tới lực lượng rất nhiều nhưng trải qua trăm vạn năm tiêu ma sở còn dư lại đã là rất ít không có mấy liễu làm còn dư lại ba người thời điểm nguyệt nhi phát hiện chỉ đủ tiêu diệt hết trong đó một người mà đã len lén truyền âm cho thiếu gia cho nên lâm hiên mới định ra quan danh trạng độc kế giả vờ đáp ứng thu đối phương làm nô mượn la gia lão tổ tay đem hỏa giao vương cùng thanh liên cư sĩ cho ngày. Theo sau Nguyệt Nhi sở còn dư lại lực lượng đủ để thu thập tàn cuộc, nói trắng ra liễu chính là được chim quên ná, đặng cá quên nôm độc kế. Nghe là âm hiểm liễu những, bất quá tu tiên giới nhìn trúng chính là kết quả, kia dạy cái gì nhân nghĩa đạo đức, lúc này tới A Tu La Hành Cung, có thể nói hiểm đến cực điểm, Lâm Hiên bây giờ ngẫm lại, cũng cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh rất nhiều. Bất kể như thế nào, từ mình sống sót liễu tu la thần huyết cũng vào tay rảnh tay lâm hiên nhìn nguyệt nhi trên trán cái kia điểm chút đỏ sẫm chỉ cần tìm nhất thanh sạch chỗ đem luyện hóa sau này tựu có thể kết anh thành công thiếu gia ngươi không có chuyện gì sao nguyệt nhi chẳng qua là đem truyền thừa lực lượng dùng sông liễu mà thôi ngoài ra cũng không những khác không ổn thân hình chuyển động tự như lâm hiên bay qua liễu hoàn hảo trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi lâm hiên bao nhiêu đã khôi phục một số pháp lực bộ ngực cùng bụng thương thế đối với phạm nhân mà nói cố nhiên làm cho người ta sợ hãi vô cùng nhưng đặt ở người tu tiên trong mắt cũng không có gì rất giỏi lâm hiên vươn tay ra ở bên hông vỗ bảy tám tinh xảo khéo léo bình ngọc từ bên trong bay ra vẹt nắp bình làn gió thơm đập vào mặt lâm hiên đem trong bình đang dược không chút do dự ngã vào trong mồm nguyệt nhi thay ta hộ phát tiểu tỳ rõ ràng, thiếu gia mặc dù ngồi xuống. Thiếu nữ gật đầu, thập phần biết điều mở cường địch diệt hết, nơi này vốn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lâm Hiên chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, thi triển nội thị thuật, chờ trong đan điền một cổ nhiệt lực dâng lên, sau đó liền điều động nội tức, chậm rãi luyện hóa dược lực. Thời gian từ từ trôi qua. Một canh giờ đi qua, Lâm Hiên như củ khoanh chân mà ngồi, bất quá sắc mặt nhưng hồng nhuận rất nhiều hai canh giờ đi qua, hắn như cũ như đá tố tượng điêu khắc gỗ loại không nhúc nhích. Bất tri bất giác, vẫn đi qua ba ngày ba đêm. Nguyệt Nhi trong lòng đều có chút gấp gáp, bất quá nhìn thiếu gia khí sắc càng ngày càng hơn tốt, tự nhiên cũng không dám quấy rầy hắn luyện hóa thuốc lực. Dù sao Lâm Hiên lần này bị thương không phải chuyện đùa, pháp lực khô kiệt, vừa hao tổn rất lớn nguyên khí, dĩ nhiên không phải là một chốc có thể khôi phục. Tiểu nha đầu an vị ở Lâm Hiên bên người, lấy tay chi gật đầu, nhìn chầm chầm Lâm Hiên trước mặt lỗ, trong đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy mê ly vẻ, trong lúc nhất thời, cánh phản phất ngay dại. Lần này vì mình kết anh thành công, thiếu gia mạo bao nhiêu nguy hiểm Nguyệt Nhi tự nhiên tâm trong đều biết, lời cảm kích hai người không cần nhiều lời. Hôm nay thần máu đã tới tay, chỉ cần từ từ luyện tỷ sau này, mình là có thể một lần nữa đắp nặng bước phát triển mới thân thể tới. Kia lúc hậu một 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 không biết nghĩ tới điều gì, tiểu nha đầu trên mặt đẹp một mảnh sắc mặt ửng đỏ, vốn là chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ, hôm nay lại càng xinh đẹp không gì sánh được. Oanh! Xong vào thời khắc này, một tiếng phản phất tình thiên phích lịch loại nổ truyền vào lỗ tai, cả cả vùng đất cũng đang chấn động, phụ cận thiên địa nguyên khí lại càng gió nổi mây phun, hướng về phương xa bay vút đi liễu. Này! Nguyệt Nhi kinh ngạc quay đầu, đang ở ngồi xuống lâm hiên cũng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Mặc dù nơi xa dị tượng làm người ta sinh ngày, nhưng ở Nguyệt Nhi trong suy nghĩ, cái gì có thể có thiếu gia trọng yếu đi, cười tươi như hoa mở miệng. Ừ. Lâm Hiên gật đầu. Khi thương thế của ngươi cũng tốt lắm. Này thật không có. Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, hôm nay hắn nhiều nhất khôi phục nhất thời nửa khắc pháp lực, về phần thương thế, bình tâm mà nói, bất quá là bị tạm thời đè, dù sao lần này nhưng là thâm thụ bị thương nặng, không có một năm rưỡi năm, đừng nghĩ phục hồi nguyên như cũ. Dĩ nhiên, Lâm Hiên sở dĩ bây giờ dừng lại ngồi xuống, cũng cũng không chỉ có là bị dị tượng bừng tỉnh nguyên nhân, này A Tu La Vương hành cung, vốn là cũng không thích hợp tiếp tục đợi đi xuống. Mình cho dù chỉ khôi phục liễu nhất thời nữa khắc pháp lực, chỉ cần không gặp gặp đại lợi hại lão quái vật, cũng đủ để tự bảo vệ mình liễu, Lâm Hiên chuẩn bị rời đi vô định hà, tìm nhất thanh sạch chỗ, làm vì mình dưỡng thương cùng Nguyệt Nhi kết anh chỗ. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển động, ngẩng đầu, giống như nơi xa ngắm đi qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàn Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1205 Chương 1205 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chỉ thấy ở đây phương xa phía chân trời tẩn đầu, một đạo năm màu cột sáng phóng lên cao, cả ngày tiếp đất, thành thế kinh người vô cùng. Phụ cận thiên địa nguyên khí, lại càng gió nổi mây phun, phản phất đã bị gọi về giống như, hướng về kia cột sáng tuôn ra. Chỉ có mấy tức công phu. Thời gian, bốn phía linh khí độ dày, tự rất là yếu bớt. Phải biết rằng làm a tu la vương biệt phủ, nơi này chính là có được một ít hình tiên mạch, mặc dù ở trăm vạn năm trước, đã bị linh giới tu sĩ tuyệt tự phá hư, nhưng linh khí nồng đậm trình độ như cũ có thể cùng cực phẩm linh mạch so sánh với nhưng tại cột sáng xuất hiện sau này bốn phía thiên địa nguyên khí cũng bị hấp dẫn nơi này ở khoảnh mổ thượng hai tự biến thành không thích hợp tu luyện hoang vu chỗ lâm hiên cũng coi như kiến thức uyên bác nhưng như vậy biến cố cũng làm cho trong lòng hắn kinh ngạc đến tột cùng xảy ra chuyện gì có muốn hay không quá đi xem một chút đi lâm hiên con ngươi hơi co lại sắc mặt âm chuyện không định biến hóa. Một chút chần chờ, Lâm Hiên thở dài, vốn là chuyến này đã đạt đến dự trù mục đích, bằng hắn cẩn thận tính cách, vốn là không muốn nữa tiếp tục nhiều chuyện. Có thể cầm tâm bây giờ trà tung một chút cũng không có, bị truyền đưa đến sau này tự vẫn không có đầu mối, kia cổ quái cột sáng có thể hay không cùng nạn có thật sao quan hệ đi. Lâm Hiên cũng không phải là háo sắc vô hình đăng độ tử, nếu thay vì có vợ chồng chi thực, dĩ nhiên sẽ không đối với cầm tâm liều mạng, đang tìm đến ái thê trước kia hắn sẽ không rời đi vô định hà không thể làm gì khác hơn là quá đi xem một chút liễu lâm hiên lẩm bẩm tự nói mở miệng theo sau ánh mắt ở chung quanh quét qua những thứ kia xui xẻo tu sĩ thi thể vẫn ngã vào đổ nát thê lương trong có thể đi tới a tu la vương hành cung những người này tự nhiên không có một người nào không có một cái nào người yếu ba tên ly hợp kỳ lão quái không cần phải nói những khác tu vi nhất mỏng cũng đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới mà tu sĩ thực lực, giống như cùng thân gia thành có quan hệ trực tiếp, nhiều cao thủ như thế để giành gia chung một chỗ, mặc dù không cách nào cùng bảy đại tông môn so sánh với, nhưng là đủ để đẹp như nhau xưng bá nhất phương thế lực cường đại. Đổi thành tinh thạch, thậm chí khó có thể đánh giá đến, dĩ nhiên, giờ này khắc này, Lâm Hiên không có nhàn hạ thoải mái đi nhất nhất kiểm tra chiếm được cái gì bảo vật, kiểm kê chiến lợi phẩm cố nhiên làm người ta thưởng tâm duyệt mục, nhưng này phải đợi rời đi vô định hà tìm nhất thanh sạch chỗ, từ từ đi làm. Tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra, ở đây những tàn phá trên thi thể cuốn quá, Lâm Hiên đem đoạt được túi đựng đồ nhất nhất xin vui lòng nhận cho liễu. Thỉnh thoảng dụng thần biết quét qua, tự hồ so với mình tưởng tượng còn muốn dày nhiều lắm, lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên, trên mặt cũng lộ ra thoải mái vô cùng thần sắc. Trong lúc này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái gì, sau một lát, những thứ kia ngã xuống tu sĩ đã bị cướp sạch một vô ích tại chỗ chỉ còn lại có không nhúc nhích thi thể. Song Lâm Hiên như cũ không có ý định dừng tay, phải biết rằng vẫn lạc tại nơi này người tu tiên trừ loài người, còn nữa yêu tộc, mà yêu thú da long xương cốt nội đan thậm chí là huyết nhục đối với người tu tiên đều là thượng giai tài liệu luyện khí, hỏa giao vương hóa hình hậu kỳ cửu đầu lão tổ lại càng ly hợp kỳ cách cấp năm yêu tộc. Loại này cùng bậc yêu vật, có thể nói từ đầu đến chân đều là bảo vật, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Lâm Hiên trước đem chín người đầu rắn thu vào trong túi, theo sau ánh mắt vừa đã rơi vào cách đó không xa khổng lồ khối băng trên, bên trong là một cái chiều cao trăm trượng cự xà, muốn để trữ vật trong túi thật cũng không rất dễ dàng. Tay áo phất một cái, một đạo kiếm khí bay vút ra, linh mang lóe ra, hung hăng chém ở cự băng phía liễu thình thịch một tiếng truyền vào lỗ tai, song ngay cả đám ti cái khe cũng không có. Lâm Hiên nhướng mày. Nguyệt Nhi, này băng có chút quá cứng nhắc, có biện pháp đem cổ hòa tan sao? Này một r 11 r 1 tì thử thử không, Nguyệt Nhi có chút yếu ớt mở miệng, trên người nạn ngân huy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, A Tu La Vương truyền thừa lực lượng cơ hội là như có như không, có thể hay không đem khối băng hòa tan, từ mình cũng không có nắm chắc tức từ. Lâm Hiên gật đầu, bằng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra Nguyệt Nhi thân thượng sở hơn tu la thần lực đã sở còn dư lại không có mấy, nhưng cùng này kết băng pháp thuật dù sao cũng là cùng nguyên lực, tục ngữ nói giải linh vẫn trâu hệ linh người. Làn gió thơm thổi qua, Nguyệt Nhi đã tới đến cự băng trước mặt liệu mạng, vươn ra một con loại bạch ngọc tay trái, nhẹ nhàng cùng mặt băng chạm nhau, theo sau thiếu nữ sâu huyết sâu, mơ hồ có một đạo màu bạc quan mang hiện lên, mặc dù như có như không, nhưng này cự băng nhưng đột nhiên bắt đầu tan rã. Hữu dụng Tiểu nha đầu thở phào nhẹ nhõm, lúc này trong cơ thể nàng không còn có một tia tu la vương pháp lực. Rất nhanh kia không đầu cự xà tự xuất hiện ở bảy trong tầm mắt, cả người bị lân giáp bao vây, tuy là xa. Rắn, nhưng này khí thế so với giao long còn muốn làm cho người ta sợ hãi nhiều lắm, không hổ là cấp 5 yêu tộc. Lâm Hiên cũng một trận quen mắt, mặc dù bằng hắn kiến thức uyên bác, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trân quý như thế tài liệu luyện khí. Tay áo phất một cái, mấy đạo đủ mọi màu sắc pháp quyết đánh ra, con rắn kia thi nhanh chóng thu nhỏ lại, bị hắn cất vào liễu trong túi trữ vật. So sánh với cửu đầu lão tổ, hỏa giao vương thi thể xử lý đứng lên sẽ phải dễ dàng hơn nhiều, hóa hình kỳ yêu sửa ngã xuống sau này, dựa theo thiên địa cách, cũng sẽ hiện ra nguyên hình tới. Là một thân trường hơn 20 trường khổng lồ giao lông, cả người lân phiến hiện lên lửa đỏ vẻ lâm hiên cũng không chút do dự đem cổ thu vào trong túi theo sau nhắm lại hai tròng mắt dụng thần biết ở phụ cận chậm rãi quét qua xác định không có bỏ sót sau này lâm hiên mới thả ra hỏa cầu đem những thứ kia thi thể tất cả đều bị phá hủy mặc dù nơi này không thể nào có người nhưng vì an toàn khởi kiến hủy thi diệt tích là phải bằng lâm hiên tính cách cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ cạm bẫy làm tốt này hết thảy sau khi hắn mới hóa thành một đạo cầu vồng, giống như phía trước năm màu cột sáng bay vút đi thiếu gia, ngươi nói vậy sẽ là cái gì? Nguyệt Nhi mở to mắt mâu, trên mặt đẹp tràn đầy tò mò chi ta chỗ rõ ràng. Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ vẻ. Nhà đầu, vừa là A Tu La Vương chuyển thế, đối với nơi này, chẳng lẽ tự một điểm ấn tượng cũng chưa từng. Cái này, tháng mà duỗi với ra ngọc thủ, có những khó xử công liễu vào đầu tiểu tỳ thật không rõ ràng lắm về kiếp trước trí nhớ người ta nửa điểm cũng không còn khôi phục nếu không như thế nào lại đối với thiếu gia giấu giếm đi đang khi nói chuyện lâm hiên đã bay ra hơn trăm dặm xa đột nhiên linh quan chật lóe kia năm thác cột sáng chút nào không có dấu hiệu biến mất không thấy gì nữa chung quanh thiên địa nguyên khí cũng một lần nữa bình tức làm cho người ta cảm giác tự phản phất cái gì cũng không từng phát sinh quá Lâm Hiên chạy trốn quan vừa chậm, nét mặt ngưng trọng lên, này thật có chút cổ quái. Thiếu gia, chúng ta vẫn nếu không mau chân đến xem. Đây là kiện đột nhiên. Lâm Hiên một chút chần chờ, mặc dù cảm thấy chuyện này cổ quái những, nhưng nếu tới, cũng chưa có bỏ vỡ nửa chừng đạo lý, huống chi, hắn cũng cần tìm kiếm cầm tâm tung tích. Một lần nữa chạy trốn trước phi tới. Đảo mắt đi qua liễu một chiếc trà công phu. Thời gian nhìn trước mắt một màn lâm hiên trên mặt nét mặt tràn đầy kinh ngạc trước mặt của hắn là một khổng lồ tế đàn trên tế đàn hoa văn trải rộng nhìn qua giống như là nhất pháp trận dường như nhưng cực độ thâm ảo phiền phức lâm hiên tinh thông tuyền cơ tâm đắc vườn nghiên cứu hôm khác nguyên trận sách tự trận pháp thành tựu mà nói mặc dù trì hoãn không được tông sư cấp xê xích nhưng cũng không nhiều có thể trước mắt nhưng hoàn toàn xem không hiểu nửa điểm đầu mối cũng không Ngưng thần nhìn kỹ hạ thậm chí cảm thấy tâm thần một trận phiền ác. Lâm Hiên vội vàng quay đầu, không hề nửa nghiên cứu, hiển nhiên trận pháp này cùng cảnh giới pháp lực còn có một định quan hệ, nếu như mạnh mẽ cân nhắc, nhẹ thì cướp cò, nặng liền chuẩn bị không tốt có học máu ngã xuống. Lâm Hiên mới sẽ không sỉ nhục ra loại này việc ngốc tới. Trận này 89 phần 10 là A Tu La Vương sở bố trí, cũng không biết con mắt chính là dùng cho cái gì, vừa mới kia năm màu cột sáng, chính là từ nơi này vọng lại một chút chần chờ lâm hiên chậm rãi rơi xuống có thể chân vừa mới đạp để hắn không tưởng được chuyện tình tựu xảy ra oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai kia khổng lồ pháp trận lại băng lan rớt đây là có chuyện gì lâm hiên đầy mặt kinh nghi mang tương cửu thiên linh thuẫn mở ra tay cũng lui đến liễu trong tay áo miễn bị những thứ không biết đánh lén cũng may cũng không phát sinh không ổn, sau một lát, Lâm Hiên nét mặt mới một lần nữa thanh tĩnh lại liễu. Cả tế đàn ở trong khoảnh khắc đã sụp đổ thành phấn vụn, không thể chữa trị. Gì, đây là cái gì? Lâm Hiên đem thần thức thả ra, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một dạng đồ thập phần nhìn quen mắt, vội vàng thân hình chuyển động, hóa bị một nói cầu vòng, bay đến tế đàn ở giữa. Kia là một thủ trạc, thanh thúy bích lục, làm công tinh tế vô cùng, sử dụng chất liệu gỗ, lại càng trêu chọc thế gian khó tìm cực phẩm mỹ ngọc mặc dù không phải là pháp khí nhưng thả vào thế tục tuyệt đối là giá trị liên thành vật chính là hoàng đế cưng chiều phi công chúa cũng tuyệt đối không thể có thể có như vậy hiếm lạ vật dĩ nhiên đối với tu tiên xem ra nói vừa không tính cái gì đây là cầm tâm sở mang một phụ tùng chẳng lẽ nàng từng đã tới nơi này sao lâm hiên sắc mặt có chút âm tình bất định liễu vội vàng nhắm lại hai tròng mắt đem thần thức toàn lực thả ra, có thể phương viên mấy trăm dặm bên trong, một chút cũng không có phương tung, cái vốn cũng không có cầm tâm đầu mối. Nghĩ vừa mới kia năm màu cột sáng, Lâm Hiên khẽ nhíu mày, trong lòng càng phát ra thấp thỏm bất an đứng lên, thiếu gia, ngươi đừng có gấp, cầm tâm. Tỷ tỷ có lẽ đã tới nơi này, nhưng nhất định không có đối với Âu Dương cầm tâm, Nguyệt Nhi bao nhiêu có chút ghen, dù sao nữa mềm mại cô gái, cũng không có thể khoan thuyền yên tam thoải mái cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình, bất quá giờ này khắc này, tháng mà hay là thập phần thể thiếp an ủi lên lâm hiên tới. Nàng không muốn nhìn thiếu gia lo lắng khổ sở. Lâm hiên sâu hít sâu, hắn cũng biết bối rối giải quyết không được vấn đề, cố gắng đem lo lắng tâm tình bình phục đi xuống, chỉ bất quá nhìn thấy một cái vòng tay mà thôi, cầm tâm có nên không có việc, ngàn vạn khác mình hù dọa mình. Bơi ngày chung quanh, Lâm Hiên rốt cục phát hiện thập hữu giá trị đầu mối, cả tế đàn mặc dù hóa thành phấn vụn, nhưng trong đó nơi, còn có một mấy trượng cao ngọc thai còn sót lại. Lâm Hiên trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, chậm rãi đã đi qua liễu. Phía hoa văn càng thêm phiền phức, Lâm Hiên không dám làm nhiều nghiên cứu, nhưng có một chút là nhất định, cổ là cả pháp trận là tối trọng yếu mắt trận. Lâm Hiên ở phía trên tìm được rồi một mảnh chéo áo, cũng là cầm tâm lưu lại chẳng lẽ là truyền tống? Lâm Hiên như thế như vậy nhớ. Bất quá điều này cũng chỉ là thôi chắc, hắn cũng không dám lúc đó nhất định cái gì. Vào thời khắc này, một tiếng sâu kín thở dài truyền vào lỗ tai. Người này không biết phân biệt người, không cần suy nghĩ miên man liễu, ta biết người đàn bà kia đến đâu khai. Lâm Hiên nét mặt biến đổi, cảnh giác trong vừa có một chút trác đột nhiên, lại có người vô thanh vô tức đi tới liễu của mình phụ cận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1206 Chương 1206 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tiểu đào, ngươi đã tỉnh. Lâm Hiên bộ mặt cảnh kính sợ vẻ, nguyệt nhiên nhưng mừng rỡ vạn phần mở miệng kinh hô, theo sau tay áo phất một cái, nhất thức dạng kỳ lạ bảo vật đã bay vút ra về đúc về đúc về đúc. 16 quốc, không cần phải nói, là huyền âm hộp báo. Nguyệt Nhi đưa tay cầm, theo nàng pháp lực trót vào, một thanh Nguyệt Nha hình dạng đoạn kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lâu mỹ vô cùng, toàn thân tản ra trung động lòng người linh khí. Sông này chỉ là bắt đầu, theo sau từ kia sắc bén mũi kiếm trên, toát ra một đoàn diệu ngày linh quang, xích màu da cam lục thanh lam tử, như bảo luân giống như, ngọc lưu ly biến ảo, theo sau từ từ nhảy lên cao. Trong vần sáng, một bóng người từ từ hiện ra, thân cao mới có một thước, ngũ quan nhưng thập phần xinh đẹp. Nhìn trước mắt kỳ cảnh, Lâm Hiên đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau chân mày giãn ra, ở Nguyệt Nhi thẳng thắn thân phận mình thời điểm, hắn cũng đã biết tiểu đào tồn tại. Cùng khí linh bất đồng, nhà đầu này chính là tiên phủ kỳ trân vận linh sau khi tự nhiên sở sinh, Lâm Hiên mặc dù kiến thức uyên bác, giờ này khắc này, trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ tò mò. Xong nên Đón cũng là tiểu đào thật to lạc xem thường. Ngươi chính là kia không biết phân biệt Lâm Hiên. Khụ khụ một, một 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 Lâm Hiên có chút hết chỗ nói rồi, nha đầu này nói chuyện quá hướng, quả thực tựu cùng ăn hỏa dược không sai biệt lắm, có lầm hay không, dường như mình cũng không có đắc tội nàng. Tiểu đào, ngươi làm gì, đối với thiếu gia thế nào một điểm lễ phép cũng không có. Nguyệt Nhi khuôn mặt đỏ lên, vội vàng có chút không vui khiển trách lên nha đầu kia song tiểu đào cũng không có lúc đó thu tay lại nói về cũng là kiếp trước a tu la vương đem nàng cho làm hư liễu hai người tên là chủ tớ nhưng thật ra tốt được nhưng cùng tỉ mùi không sai biệt lắm tiểu đào trung thành đỡ cho chủ dĩ nhiên nên vì nguyệt nhi bên vực kẻ yếu liễu chỉ thấy nàng thân hình chợt lóe từ trên xuống dưới vây bắt lâm hiên vọng vào một ngữ xem ngươi dạng như vậy cũng không có chút nào xuất kỳ nơi lớn lên cùng heo không sai biệt lắm tư chất sao cũng tạm được, chừng cũng tương đương với heo, lại dùng 200 năm, mới tu tới nguyên anh hậu kỳ, quả thực đần được có thể, cũng không biết tiểu thư tại sao coi trọng ngươi. Phen này đánh giá đi ra, Lâm Hiên trận mắt hốc mồm, bằng hắn lòng dạ, trên mặt mũi cũng có một số không nhìn được, mình lớn lên như thế nào, dĩ nhiên trong lòng hiểu rõ, đẹp trai cố nhiên là chưa nói tới, nhưng bình thường tuyệt không có khuyết đại nơi, không nghĩ tới ở nha đầu này trong miệng, nhưng thành là heo. Về phần tốc độ tu luyện, Lâm Hiên liền hơn hết chỗ nói rồi. Hắn nộp chất quả thật không có xuất kỳ nơi, nhưng kỳ ngộ rất nhiều, làm sắc tinh hải lại càng thần áo dị thường bảo vật, mượn cổ. Lâm Hiên đem Linh đang làm đường hoàng, hơn 200 năm, lên cấp nguyên anh hậu kỳ, không dám nói chưa từng có ai sau khi vô người tới, nhưng giỏi mắt tu tiên giới, như vậy ví dụ cũng không nhiều, chính xác chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không nghĩ tới đánh giá vẫn là một chữ. Heo nha đầu này miệng thật là độc, mình nơi nào chiêu nàng chọc cho nàng. Hàng năm nói, tốt nam không cùng nữ đấu, Lâm Hiên trong lòng tuy có những giận, nhưng là khó được cùng nha đầu kia cãi lại, song tiểu đào nhưng được để ý không buông tha người. Thế nào, không mở miệng, có phải hay không không có nói có thể nói, tựu ngươi này heo nhân vật tầm thường, có thể có được tiểu thư hôn lãi, cũng không biết là sửa liễu mấy bối tử tiên phúc, lại không tốt tốt quý trọng, còn tới nơi hướng 314. Ngươi có biết hay không, tiểu thư là A Tu La Vương chuyển thế, tam giới đệ nhất mỹ nữ, họ lâm, ta cho ngươi biết, thức thời, tự toàn tâm toàn ý rất đúng tiểu thư nhà ta, nếu như nữa làm cho nàng thương tâm, ta cũng không giết ngươi, chẳng qua là. Mỗi đêm ngươi đánh cho thành đầu heo mà thôi. Nhà đầu này có phải hay không kiếp trước cùng heo có cừu oán? Nghe kính lần bất luân bất loại uy hiếp, lâm hiên dở khóc dở cười, ở kiện khí đồng thời, lại có những buồn cười ý. Nguyệt Nhi cũng là khẩn trương, nụ cười trầm xuống. Tiểu Đào, ngươi làm gì? Còn như vậy nói hưu nói vượng đi xuống, có tin hay không? Ta không để ý tới ngươi. Tiểu Thư, người ta là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Đào miệng quyết được lão cao, thập phần ủy khuất nói. Ta không nhớ ngươi đối với ta như vậy tốt, mau, đi giống như thiếu gia theo không phải là, nếu không ta thật sự không để ý tới ngươi Nguyệt Nhi lần này có thể đi động chân khí ta một 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 tiểu đào trên mặt đẹp tràn đầy vẻ làm khó nàng mặc dù đột nhiên một bộ tiểu cây ớt bốc lửa tính tình nhưng mọi sự đều có độ tiểu thư lời của hay là không dám không nghe cần phải giống như kia họ lâm nói xin lỗi này nha đầu cũng là mọi cách không tình nguyện tốt lắm tốt lắm không cần nói xin lỗi cái gì lại muốn nha đầu này sau này miệng đừng như vậy xảo quyệt là được lâm hiên mỉm cười bắt đầu với người hòa giải hắn mặc dù có một chút tức giận nhưng vẫn không đến nỗi cùng một tiểu nha đầu không chấp nhặt. Huống chi cuối cùng, mình thật có thật xin lỗi tháng mà nơi, nha đầu kia trung thành bảo vệ, Lâm Hiên cũng không muốn gặp khó khăn nàng cái gì. Đó cũng là Lâm Hiên tính cách, đối đãi địch nhân thời điểm, hắn máu lạnh thủ đoạn độc ác, tuyệt không có hạ thủ lưu tình vừa nói, đem đối phương quốc hồn luyện phách, cũng sẽ không mặc nhăn nửa điểm chân mày, nhưng đối với mình người, Lâm Hiên nhưng thập phần tha thứ, mặc dù có chút mạo phạm, hắn cũng sẽ không đi so đo cái gì. Mặc dù nhỏ nha đầu miệng có chút độc, nhưng dù sao cũng là nguyệt nhi kiếp trước bổn mạng bảo vật, lâm hiên tự nhiên hay là đem nàng làm như người mình. Thật xin lỗi, thiếu gia, đều là tiểu tỳ sơ cho quản giáo. Gặp Lâm Hiên cũng không ngại, Nguyệt Nhi nới lỏng liễu khẩu khí, xinh đẹp trên mặt đẹp tràn đầy xin lỗi. Tốt lắm, tốt lắm, ta và ngươi trong lúc còn nói những thứ này làm gì? Lâm Hiên khoát tay áo, theo sau hướng một. Khác nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ quay đầu. Tiểu đào, ta tới hỏi ngươi, ngươi nói biết cầm tâm hạ lạc. Tung tích, bây giờ có bằng lòng hay không nói cho ta biết. Một này một 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 nhấn một cái theo bản ý, tiểu đào lúc ban đầu là muốn mượn cái này gặp khó khăn lâm hiên một cái, thế tiểu thư nhà mình ra một hơi, không nghĩ tới lâm hiên tính tình tốt như vậy, mình như thế mắng hắn, ngược lại còn giúp tự nói. Tiểu đào tính cách là điêu ngoa liễu một số, nhưng là yêu ghét rõ ràng, nếu được rồi đối phương chỗ tốt, ít nhất lần này thật xin lỗi nửa hồ giáo mang truyền liễu. Tính, lần này đã hắn bỏ qua cho, nếu như này họ lâm sau này nữa khi dễ tiểu thư, lại đem hắn đánh cho thành đầu heo tốt lắm. Trong lòng nghĩ như vậy, tiểu đào trên mặt lộ ra một phó ôn hòa vẻ. Hừ, ngươi là hỏi cái kia gọi Âu Dương cầm tâm nữ nhân sao, ta dĩ nhiên biết nàng đi nơi nào liễu, bị truyền đưa đến truyền đưa đến. Lâm Hiên ngẩn ngơ, bất quá trên mặt nhưng không có lộ ra bao nhiêu kinh ngạc nét mặt, này cùng suy đoán của hắn không sai biệt lắm, từ nhỏ đào trong miệng bất quá là nhận được chứng thật thôi. Truyền tống đi, kia mục đích hơn là nơi nào, tiểu đào ngươi cũng đã biết sao. Ta dĩ nhiên hiểu được, bất quá ngươi sau này vẫn khi dễ tiểu thương nhà ta sao. Tiểu đào lời nói xoay chuyển, nhưng lại nhớ tới lúc ban đầu vấn đề phía. Lâm Hiên dở khóc dở cười, mình đối với nguyệt nhi tâm ý vân còn dùng nói làm sao có thể bỏ được khi dễ không tiểu đào ngươi đừng quân nói thiếu gia đối với ta rất khỏe tháng mà cùng dạng có chút vô tránh khuôn mặt đỏ lên yếu ớt vì lâm hiên cãi lại lên chưa dứt tiểu đào ngươi nói mau ta cũng cùng dạng rất muốn biết mà bất luận nha đầu kia trong lòng nghĩ như thế nào tiểu thư vừa đã mở khẩu tiểu đào tự nhiên không tốt tiếp tục từ chối là như vậy được kêu là Âu Dương cầm tâm cô gái, nhất định là không cẩn thận xúc động liễu nơi này cấm chế, bị truyền tống đến linh giới đi. Cái gì, linh giới? Lâm Hiên kinh ngạc, có chút không tin mình lỗ tai, chẳng lẽ là mình nghe săn, hay là nha đầu kia ở cố ý mò mẫm? Tiểu đào, ngươi đừng nói giỡn, Âu Dương tỷ tỷ làm sao có thể bị truyền tống đến linh giới, này không khỏi cũng quá kỳ trấm liễu những. Nguyệt Nhi trên mặt đẹp cũng tràn đầy vẻ không cho là đúng, này vui đùa cũng mở được quá lớn. Tiểu thư, người ta làm sao có thể dám đối với ngươi nói láo đi, người nữ kia tử thật là bị truyền tống đến linh giới đi. Tiểu đào nhướng mày, thập phần nhận chân mở miệng. Lâm Hiên khác bản lĩnh tạm thời không đề cập tới, sát ngôn quan sát nhưng là nhất đẳng, huống chi tiểu đào tính tử di đột nhiên lạc liễu những, cũng giỏi về nói láo đồ, từ nét mặt của nàng thần sắc, Lâm Hiên đã nhìn ra, nha đầu này là nói thật. song có thể sao? cũng sở đều biết, linh giới làm như thượng vị mặt biên, bất kể từ hoàn cảnh hay là tu luyện tài nguyên số lượng cùng chất lượng, cũng vượt qua xa nhân giới có thể sánh bằng, đó cũng là tại sao, tu sĩ trăm phương ngàn kế, muốn phi thăng tới đó. Bởi vì ở nhân giới, bất kể tư chất ngươi đến cỡ nào ly phổ, tu luyện tới ly hợp kỳ đại viên mãn tự ngừng phát triển liễu, giới hạn trong thiên địa cách, muốn hơn tiến thêm một bước, đó là tuyệt đối không thể có thể. Huống chi ở nhân giới, cũng không có nguyên khí chi cướp, người tu tiên không thông qua dễ dàng trải qua tẩy tuỷ khảo nghiệm, thọ vô đó là tuyệt đối không thể có thể gia tăng. Cho nên từ cổ chí kim, những thứ kia kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, vượt mọi trong gai, cuối cùng, cũng chỉ có một mục đích, phi thăng đến linh giới đi. Song cũng không dễ dàng. Mặc dù lên cấp ly hợp sau này, đã có thể sơ dòm đến không gian thần thông huyền bí liễu, có thể phá toái hư không thời điểm, còn có một đáng sợ chướng ngại vật, ba chính tiểu thiên cướp có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy sống quá cho dù là ly hợp hậu kỳ tu sĩ cũng kịp có bảy thành nắm chặt trung kỳ ba thành về phần lúc đầu liền cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ dĩ nhiên này chỉ là nói tình hình chung mà thôi có thể hay không sống quá thiên kiếp trừ cảnh giới cùng pháp bảo còn nữa bản thân công pháp cũng có lớn lao quan hệ nhưng bất kể nói như thế nào ba chính tiểu thiên kiếp rất không dễ dàng nhai quá từ điểm này thượng cũng có thể thấy được phi thăng linh giới khó khăn liễu. Có thể tiểu đào nói gì, thông qua này truyện tống trận, cầm tâm thẳng nhận được linh giới trong. Lâm Hiên ra mắt chuyện lạ rất nhiều, vốn dĩ lần này, có thể nói điều kỳ quái nhất. Lâm Hiên cũng có một số tiết kiệm tin đem nghi. Cầm tâm thật có thể đủ thuận lợi tới linh giới, chẳng lẽ còn có thể tránh hồng khác cướp. Cắt, chính là ba chính tiểu thiên cướp mà thôi, có gì đặc biệt hơn người, trận pháp này, nằm đó nhưng là tiểu thư đích thân bày, bằng tiểu thư thực lực, chính là thiên địa cách, cũng có thể cho sử dụng, chính là ba chín tiểu thiên cướp bất quá là mưa bụi thôi, bách mở cũng không còn có bất kỳ gặp khó khăn nơi. Tiểu đào trên mặt lộ ra khinh thường vẻ, này họ lâm quả thực cùng ếch ngồi đáy giếng không sai biệt lắm. Chính là Nguyệt nhiên nghe cũng một trận mơ hồ. Cái kia. Kiếp trước mình thật sự có lợi hại như thế sao? Đó là dĩ nhiên, tiểu thư nhưng là âm ti đứng đầu, chính là chân tiên cũng không coi là cái gì tiểu đào những lời này cũng có chút nói ngoa liễu ở lòng của nàng trong mắt tiểu thư nhà mình vĩnh viễn là giỏi nhất nói như vậy cầm tâm thật sự phi thăng đến linh giới đi lâm hiên một một trận mở miệng không tệ nàng kia vận khí không tệ vốn là này tế đàn có trận pháp bảo vệ cùng che vệ tiểu thư tẩm điện sát trận là giống nhau ngay cả tán tiên cũng không cách nào hóa giải có thể bị ở vừa mới trận pháp tự động giải trừ nạn nhất định là hồ lý hồ đồ tiến vào trong đó, cũng không cẩn thận khải động truyền tống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 1207 Chương 1207 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Lâm Hiên gật đầu Chúng sao nói, coi như là cầm tâm cơ duyên hạ hai hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng không biết là vui mừng hay là buồn bực thành phần chiếm đa số. Vừa tới tay một cái lão bà, trong nháy mắt vừa hai giới ngăn. Thiếu gia, ngươi đừng vội, một ngày nào đó vẫn có thể gặp nhau. Nguyệt Nhi yếu ớt mở miệng, nàng thật sự không đành lòng gặp Lâm Hiên khổ sở. Nhà đầu ngốc, ta không sao. Lâm Hiên yêu thương nhìn thoáng qua bên cạnh thiếu nữ. Ta có cái gì thật là khổ sở, nên cao hứng mới là. Cao hứng. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, trên mặt đẹp lộ ra không giải thích được nét mặt. Là a, à, từ cổ chí kim, các tu sĩ thổ nạp ngồi xuống, nói trắng ra liễu, không phải vì phi thăng đến linh giới đi sao? Cầm tâm nhân hòa đắc phúc, ngắn ngủn chia ra một thời gian ngắn vừa bị cho là cái gì, gọi tên ta chẳng lẽ không nên nàng cao hứng sao? lâm hiên mỉm cười mở miệng hắn nói lời nói này cũng là phế phủ chi từ lâm hiên dù sao có vượt xa cùng giai tu sĩ tâm trí cùng ái thê hai giới cách xa nhau nếu nói là tuyệt không buồn bực đó là giả nhưng cẩn thận ngẫm lại chuyện này nhưng có lợi thật lớn linh giới bởi vì tài nguyên phong phú tu luyện đứng lên nếu so với nhân giới dễ dàng hơn nhiều nói thật bên cạnh mình ba người nữ tử trong vốn là lâm hiên lo lắng nhất đúng là âu dương cầm tâm liễu dù sao Nguyệt Nhi là A Tu La Vương chuyển thế, sở dĩ kết anh kinh nghiệm khúc chiết, đó là bởi vì có chân tiên thay đổi thiên địa cách, từ đó cản trở nguyên nhân. Hôm nay Tu La thần huyết vào tay tay, hết thảy khó khăn cũng giải quyết dễ dàng liễu. Nhà đầu kia tư chất chất mặc dù chưa khôi phục, nhưng là cũng đủ kinh thế hải tục, tin tưởng dùng không được bao lâu là có thể cùng mình chạy song song với, nếu nói là Nguyệt Nhi lớn như vậy lai lịch. Địa vị cũng không phải là thăng không được linh giới đi, đánh chết, Lâm Hiên cũng sẽ không tin tưởng. Tiểu nha đầu tiền cảnh không là vấn đề. Hơn nữa lỗ lại bởi vì hỗn độn yêu khí, vợ chồng hai người phải chia lìa. Nửa gặp nhau phải đợi được động huyền kỳ. Nói đơn giản, đó cũng là linh giới chuyện sau này liễu. Đột nhiên mà đối với ấm áp, Lâm Hiên lại cũng không như thế nào lo lắng. Cùng Âu Dương bất đồng, khổng tước nguyên vốn là nhất phương lãnh chủ. Sát phạt quyết đoán không cần phải nói, tư chất cũng phi thường ưu tú, hơn nữa làm thiên địa linh cầm. Tuổi thọ của nàng là rất dài dòng, Lâm Hiên tin tưởng, viện binh ấm áp cho dù dựa vào chính mình, cũng nhất định có thể bay lên tới linh giới đi. Trong số ba nữ, Lâm Hiên lo lắng nhất đúng là Âu Dương cầm tâm, tư chất của nàng mặc dù không tệ, nhưng đó cũng là tương đối giống như tu sĩ mà nói, sự đến nguyên anh hậu kỳ có lẽ thường có thể nhưng có thể hay không lên cấp ly hợp chính là hai nói, về phần phi thăng linh giới, thật trắng điểm. Chút nói, sợ rằng thật không có gì nắm chặt. Nếu như tu luyện của nàng đường thật sự vẹn vẹn dừng lại hơn thế, hai người kia mới thật là âm dương cách xa nhau. Hôm nay ngoài ý muốn bị truyền tống đến linh giới trong, hai người cố nhiên sẽ bị chia ra thượng mấy trăm năm, nhưng tương lai nhưng có hy vọng liễu. Từ lâu dài ánh mắt mà nói, chuyện này tuyệt đối là có lợi lâm hiên ở ngắn ngủi buồn bực sau rất nhanh liền đem này hết thảy nghĩ thông suốt trên mặt lộ ra tự đáy lòng nụ cười bất quá theo sau vừa hiện lên một chút hồ nghi vẻ tiểu đào a tu la vương tại sao phải ở chỗ này bày một ngọn truyện tống trận đi là a à, ta kiếp trước vì sao phải làm như vậy nguyệt nhi trên mặt đẹp cũng tràn đầy hồ nghi vẻ cái này ta cũng không rõ ràng lắm gì cũng không rõ ràng lắm là a tiểu tỳ đã nói Trí nhớ của ta cũng bị phong ấn một số, cho nên rất nhiều chuyện cũng nhớ không được, chỉ biết là cái truyền tống trận này là duy nhất. Tiểu Đào có chút buồn đầu nói. Lâm Hiên cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ, không trách được mình một rơi xuống. Trận pháp tựu không giải thích được sụp xuống, nguyên lai là duy nhất a, à, đáng tiếc, nếu không dùng cái này đi linh giới, cũng có thể giảm đi mấy trăm năm khổ tu công. Lâm Hiên lấy tay phủ trán, đang tinh tế suy tư Tiểu Đào thanh âm truyền vào lỗ tai họ lâm, ngươi cần phải toàn tâm toàn ý, thật tốt đợi tiểu thư nhà ta, nếu không lần sau gặp mặt, ta tuyệt không tha cho ngươi, nho nhỏ nguyên anh tu sĩ, ta một ngón tay có thể đâm chết, nếu như để tại thượng cổ lúc, lời nói này cũng không coi là hồ huynh hoang, làm như a tu la độc nhất yêu tha thiết bảo vật tiểu đào quả thật có như vậy thực lực, có thể thế dễ dàng lúc dời. Lực lượng của nàng phần lớn cùng dạng bị phong ấn lên. Lâm Hiên dở khóc dở cười, mặc dù lại bị không giải thích được uy hiếp liễu, vốn dĩ tính cách của hắn, cũng cũng không trở thành cùng một nhỏ đầu so đo cái gì. Xoay đầu lại, vừa mới nhìn thấy Linh Quang hiện lên tiểu đào thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Nạn đến người nào vậy? Lâm Hiên không khỏi kinh ngạc. Có chút kinh ngạc nói. Tiểu đào bởi vì lực lượng bị phong ấn nguyên nhân, cho nên phần lớn thời gian cũng lâm vào ngủ say. Nguyệt Nhi sửa sang sợi tóc, như thế như vậy giải thích. Nàng kia đến lúc nào có thể tỉnh? Ta đây cũng không rõ ràng lắm, mỗi một lần nha đầu kia tỉnh lại trước cũng nửa điểm dấu hiệu cũng không. Nguyệt Nhi chậm rãi mở miệng, trên mặt đẹp lộ ra mấy phần vẻ tò mò. "Thiếu gia, tại sao vậy? Chẳng lẽ ngươi tìm nha đầu kia còn có việc sao?" "Không tệ." Lâm Hiên gật đầu. "Hôm nay chuyện đã kết thúc, chúng ta tự nhiên muốn vô định hà, xong lối ra ở nơi đâu lại cũng không rõ ràng." Vốn là ta còn muốn hỏi nha đầu kia một cái, không nghĩ tới nàng không giải thích được tự vừa ngủ. Thì ra là như vậy, bất quá không sao, tự chúng ta tìm kiếm, mặc dù phiền toái một chút, nhưng cũng cũng sẽ có đầu mối. Nguyệt Nhi cười tươi như hoa mở miệng. "Ừ." Việc đã đến nước này, Lâm Hiên không có lựa chọn nào khác, không thể làm gì khác hơn là chủ tớ hai người từ từ tìm kiếm. Cũng may cường địch Tẩn đã đền tội, ở nơi này vô định hà có nên không có nguy hiểm gì liễu. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hiên cũng không muốn tiếp tục ở đây trong trì hoãn, cho nên hóa thành một đạo cầu vòng, bắt đầu ở phụ cận lục soát. nếu như hắn không có dự sai, này vô định hà cửa ra vào, nên ở nơi này hành cung phụ cận. Đến canh giờ sau, một đạo thanh sắc cầu vòng ở tu la thần núi đỉnh núi ngừng lại. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, này độc lập không gian cũng không tính lớn, mình đã xem phụ cận tinh tế lục soát thế nào nửa điểm phát hiện cũng không có chẳng lẽ lường trước sai lầm rồi lối ra cũng không ở chỗ này sẽ không lâm hiên lắc đầu ánh mắt vừa rơi giống như liễu đỉnh núi phế tích đập vào mắt lộ vẻ đổ nát thê lương trăm vạn năm trước nơi này từng bị linh giới đại quân chà đạp trước đó không lâu mình lại cùng những thứ kia lão quái vật một phen đại chiến bởi vì cấm chế đã toàn bộ giải trừ hôm nay đã không có một tòa hoàn hảo kiến trúc tắm hời sau này, Lâm Hiên ánh nắng đã rơi vào phế tích trung tâm nơi. Nơi đó là A Tu Vương thích nhất tẩm cung, Tu La thần huyết vốn là tự giấu ở trong đó, đó cũng là linh giới tu sĩ duy nhất không từng giao thiệp với địa phương. Chỗ. Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên ánh mắt vừa động, chậm rãi rơi đi xuống. Tay áo phất một cái, một đạo thanh hà bay vút ra, đem trên mặt đất đá vụn gạch ngói vụn thanh trừ. Lộ ra nghiền nát mặt đất, là do từng cục thượng hảo Mỹ ngọc cửa hàng thành, sông ngoài mặt. Nhưng nhìn không ra có gì không ổn. Lâm Hiên bấm tay vi bắn ra, một đạo kiếm khí thoáng hiện, đem ngọc thạch mở ra, một cái thâm thúy huyệt động xuất hiện ở liễu trước mặt. Lâm Hiên trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng cũng là mừng rỡ liễu. Tục ngữ nói, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được tới toàn bộ không uổng công phu. Thời gian, cổ nhân thành không lớn ta lối ra nên tự ở chỗ này. Lâm Hiên đem cửu thiên linh thuẫn mở ra, chậm rãi rơi xuống. Thần thức cũng toàn lực thả ra, mặc dù dựa theo lẽ thường, nơi này có nên không có nguy hiểm gì cấm chế, nhưng tục ngữ nói tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Này vừa rơi xuống, lại thâm thúy vô cùng, túc túc qua một chiếc trà công phu. Thời gian, cũng không một chút nhìn thấy dưới đấy Lâm Hiên trên mặt không nhiễm được lộ ra vài phần kinh ngạc. Bốn phía tối âm, nơi này thần thức vừa mất đi hiệu quả vừa quá chỉ chốc lát một tầng màu lam màng sáng nhưng ào ào ánh vào liễu trong tầm mắt lâm hiên ngưng mắt nhìn lại chỉ thấy ở đây huyệt động dưới đấy lại có một cái đầm màu lam chất lỏng tản ra cổ quái hơi thở mình cũng không làm rõ được là vật gì thiếu gia nơi này chính là lối ra sao nguyệt nhi thanh âm truyền vào lỗ tai phải là sao Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra mấy phần cười khổ vẻ, nhà đầu này kiếp trước không hổ là Âm Ti đứng đầu, lại sắp xuất hiện khẩu khiến cho như vậy quỷ khí ung tùm. Chúng ta đây mau vào đi tốt lắm. Chuyện này đến trước mắt, Lâm Hiên nhưng có chút do dự, không phải không muốn rời đi vô định hà, mà là hắn lo lắng này lối ra đến tột cùng đi thông nơi nào, dù sao Nguyệt Nhi kiếp trước là Âm Ti đứng đầu, nếu có bố trí người truyền tống trận tính linh giới kia nói không chừng này lối ra bên kia là âm ti địa phủ nếu như nói như vậy mình chẳng phải là thảm liễu phải biết rằng chứa nhiều mặt biên trong âm ty giới là thần bí nhất khó lường một cái trên điển tịch miêu tả mặc dù không nhiều lắm nhưng nhất định không thích hợp loài người ở lại chính là nguyên anh kỳ tu sĩ ở nơi đó cũng không có gì rất giỏi đáng sợ oan hồn quỷ vật sổ bất thắng sổ hơn nữa còn có thật nhiều ly kỳ cổ quái chủng tộc nghĩ tới đây Lâm Hiên khóe miệng có chút phát khổ, song chuyện tới trước mắt, cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo, vô định hà đã hoang vu, hắn không thể nào vẫn lưu ở chỗ này. Liều mạng Cắn răng, Lâm Hiên vương tay ra, ở bên hông vỗ, đem ô kim long giáp lá trắng tế lên, hóa thành một tầng mạng sáng đưa bao ở bên trong. Cùng trước kia so sánh với, hơi có vẻ ảm đạm, cùng những thứ kia lão quái một phen đại chiến, bảo vật này dù chưa bị phá hủy, nhưng là linh tính đại mất, muốn phục hồi nguyên như cũ, cần phải tìm thanh tịnh chỗ thật tốt tế luyện. Mặc dù trong lòng như cũ thấp thỏm, vốn dĩ lâm hiên tính cách, nếu làm hạ tiến định tới, tự nhiên cũng sẽ không do dự cái gì, yên tĩnh cắn răng, một đầu vọt tới này màu lam màng sáng. Phốc Phản phất nhảy vào băng trong nước cảm giác, kỳ hàng thấu xương. Chính là ô kim long giáp lá trắng cũng ngăn cản không nổi, lâm hiên hít vào một hơi, một tầng màu xanh biết ngọn lửa nhảy lên cao dựng lên, lúc này mới đem kia rét lạnh cảm giác xóa đi. Theo sau chói mắt làm quan bao trùm thân thể của hắn, thấy hoa mắt sau, Lâm Hiên đã rời đi nơi này. Cùng truyền tống cũng không giống nhau, nhưng cụ thể khác biệt ở nơi đâu hắn cũng nói không rõ ràng, Lâm Hiên quơ quơ đầu, theo sau đưa mắt chung quanh, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh tới. Mình ở một điểu ngữ hoa hương sơn cốc. Hai bên là ngàn trượng cao ngọn núi, bên trong sơn cốc bách hoa phồn thịnh, cảnh sát cũng rất hợp lòng người. Hẳn không phải là âm ti địa phủ. Thấy rõ ràng bốn phía cảnh vật, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, treo lấy tâm một lần nữa trở lại trong lòng ngực, mặc dù nghe Nguyệt Nhi đã nói, âm ti giới tựa hồ cũng có cảnh sát ưu mỹ nơi, nhưng này dạng địa phương. Chỗ dù sao không nhiều lắm, nói một cách khác, mình vẫn còn nhân giới khả năng yêu cầu lớn hơn một chút. Dĩ nhiên, nếu như là Vân Châu tự tốt hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1208 Chương 1208 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lâm Hiên chuyển con mắt chung quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn, theo sau nhắm lại hai tròng mắt, đem cường đại vô cùng thần niệm thả ra, hắn hôm nay đã là nguyên anh hậu kỳ người tu tiên, thần thức mạnh, xa hơn tại đồng bậc tu sĩ trên, cho dù so với ly hợp lúc đầu lão quái vật, cũng xê xích phản phất, phương viên 500 dặm từng cọng cây ngọn cỏ, cũng chạy không khỏi tai mắt của hắn, nếu là phát triển đến ngàn dặm, nhìn qua cảnh tượng tuy có những mơ hồ, nhưng bao nhiêu cũng có thể. Cảm ứng được một số. Qua hẹn nửa chung trà công phu. Thời gian, Lâm Hiên chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Thiếu gia, như thế nào, có phát hiện gì không có? Nguyệt Nhi ở một bên tò mò mở miệng. Ừ, chúng ta vận khí không tệ, nơi này phải là nhân giới không thể nghi ngờ, hơn nữa cách lần này 800 dặm, có đại lượng tu sĩ hơi thở, nếu như ta đoán không sai, phải là có một mô hình nhỏ phường thị. Lâm Hiên quay đầu, hơi vui mừng mở miệng. Như vậy tốt quá. Nguyệt Nhi vỗ vỗ bộ ngực, trên mặt đáp ra tự đáy lòng vẻ cao hứng, mặc dù nói mình kiếp trước là âm ti đứng đầu, nhưng nàng cũng không muốn bị truyền tống đến âm ti địa phủ. Khi nơi này là nơi nào, còn ở ngày vân 12 châu. Ta chỗ rõ ràng, đi hỏi hỏi chẳng phải sẽ biết liễu. Lâm Hiên mỉm cười nói, theo sau cả người thanh mang nổi lên. Nguyệt Nhi một khỏa, tự lạc kia mô hình nhỏ phường thì bay qua liễu. Tám trăm dặm khoảng cách, đối với phạm nhân mà nói, sợ rằng phải thượng mấy tháng lâu, nhưng Lâm Hiên thân là vô anh kỳ người tu tiên, Bằng hắn chạy trốn quan tốc độ Tự nhiên là thoáng qua đi ra liễu Khi phường thì thiết lập Tại một nguyên nga cao trong núi Một cái linh mạch lan tràn phập phòng Không cần phải nói Này phường thì phải là tùy mổ môn phái Hoặc là tu tiên gia tộc sở mở Lâm Hiên không muốn kinh thế hải tục Thi triển liễm khí thuật Để tu vi của mình nhìn qua Chừng ở kết đan trung kỳ Dù sao nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ Cho dù là Vân Châu như vậy tu luyện thánh địa Cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay lâm hiên làm như vậy là không là liễu khiến cho sóng to gió lớn dù sao đê điều là hắn làm người nguyên tắc nói như vậy trong phường thị trừ giao dịch cũng có thể dò thăm các loại tin tức lâm hiên nghĩ muốn hiểu rõ hạ xuống mình đến tột cùng thân ở nơi nào ở phường thị bốn phía tràn ngập nồng đầm đám sương bất quá loại này thấp mỏng ảo thuật cấm chế đối với lâm hiên mà nói tự nhiên không có nửa phần hiệu quả hắn tay áo phất một cái chống đỡ mục đích thanh hà cuốn quá theo sau một cái rõ ràng lối đi tự xuất hiện. Lâm Hiên tiến vào trong đó. Hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, này lại là một xanh biếc vần quanh sơn cốc, cũng cùng mình vừa mới sở đợi địa phương. Chỗ rất có mấy phần chỗ tương tự. Diện tích cũng thập phần rộng lớn, một cái nhìn lại, chừng ngàn mẫu, như châu rơi khen ngọc loại phân bố không ít đình đài lầu cát. Hối hả người tu tiên, sơ một chút đến, ước chừng ít cũng trăm người chiếm đa số bên trong phần lớn đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngừng đang kỳ hàng huyên một chút không có mấy, Lâm Hiên vừa mới đi vào, tự khiến cho một trận gây rối, hắn mặc dù thi triển liễm khí phương pháp, nhưng ở giờ này khắc này, biểu hiện ra tu vi cũng coi như khó gặp cao thủ. Lâm Hiên không khỏi được nét mặt kinh ngạc, sớm biết mình vẫn nên nhiều giấu giếm một số tu vi. Bất quá điều này cũng không tính thất ngộ, dù sao mình bất quá là dò thăm tin tức tới. Lâm Hiên ánh mắt ở chung quanh quét qua, rất nhanh tự tỏa định liễu một tòa hai tầng tới cao kiến trúc. Là toàn bộ một chất kết cấu, kiến trúc phía ngoài, dựng thẳng một cây phiên kỳ, một cái bắt mắt, trà, chữ viết được trồng bay phượng múa, lâm hiên ánh mắt hiếp lại, chậm rãi đi tới. Tầng thứ nhất trong hành lang có mười mấy người nhiều, bên trong đều không ngoại lệ toàn bộ là linh động kỳ tiểu người tu tiên, từ bọn họ trong miệng, cũng dò thăm không được nghỉ ngơi sao. Lâm Hiên không chút do dự còn giống tầng thứ hai đi lên rồi tiền bối nơi này có gần cửa sổ trong một phòng trang nhã xin hỏi ngài muốn uống những thứ gì tiểu nhị cũng là người tu tiên thần thức ở lâm hiên trên người quét qua sâu không lường được trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ vội vàng thập phần ân tình mở miệng một bình linh trà khác tùy tiện đấu lại mấy thứ tinh xảo điểm tâm tốt lắm lâm hiên phất phất tay không thèm để ý mở miệng tốt tiền bối xin đợi chút lập tức sẽ tới tiểu nhị thi lễ một cái, sau đó cung kính lui xuống. Đối với Lâm Hiên cao nhân như thế, hắn tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ chốc lát sau, đã linh trà cùng sở yêu cầu điểm tâm tặng đi lên, Lâm Hiên tự rót uống một mình, trên mặt một bộ nhàn nhã đi chơi vẻ, nhưng thật ra nhưng đem thần thức thả ra, hai trong lầu, trừ đại đường thượng năm tên người tu tiên, khác vẫn có mấy người một mình bao gian. Ở bao gian phía ngoài, có một tầng màu lam nhạt mạng sáng, không cần phải nói, đó là phòng ngừa nghe lén cách âm cấm chế. Đáng tiếc ở Lâm Hiên trước mặt, hình dạng cùng trống rỗng phi, có thể tiến vào bao gian, ứng với chẩn là thân phận người tu tiên, từ trong miệng của bọn hắn, có lẽ có thể có được hữu dụng tin tức. Lâm Hiên trong mắt thanh quan hiện lên, thần thức đã lặng yên không một tiếng động tiến vào bao gian trong. Lần này hiên viên thành dị biến, nghe nói yêu nhân hai tộc, chết tu sĩ có gần 10 vạn nhiều, chính là ngã xuống vô anh cấp cao thủ cũng sổ bất thắng sổ, ta ngày vân 12 châu, đã trăm vạn năm không có lớn như vậy khó khăn. Một gã sắc mặt tái nhật trung niên nhân, thở dài khẩu khí, sông trên mặt nét mặt, nhưng mơ hồ mang theo mấy phần hưng phấn ý. Người tu tiên phần lớn bạc tình mỏng toan tính, người khác thống khổ, nhưng có thể hóa vì bọn họ trong miệng nói nộp, việc không liên quan đến mình, cao cao đeo lên, đối với nguyên anh tu sĩ, bọn họ ở kính sợ đồng thời, cũng tràn đầy ghen tị với nghe nói đối phương ngã xuống tự nhiên là có mấy phần cao hứng mã huynh nói không tệ cũng không biết hiên viên trong thành nghiên cứu cạnh xảy ra chuyện gì mười vạn tu sĩ ngã xuống chẳng lẽ là yêu nhân hai tộc bộc phát đại hỏa hỏa hoạn hợp lại sao một khác hai mươi mấy tuổi đích thanh niên có chút nhìn có chút hả hê nói lâm hiên nghe đến đó trong lòng vừa động mặc dù bằng hắn lòng dạ trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vui mừng quá đổi vẻ ai nói phúc vô song chí, họa vô đơn chí liễu, mình không chỉ có không có bị truyền tống đến âm ti địa phủ, hơn nữa còn ở ngày vân 12 châu, như vậy tốt quá. Phải biết rằng cùng linh giới cổ ma giới bất đồng, nhân giới có thể tổng cộng có 9 người, mặc dù bằng lâm hiên tu vi thần thông, thiên hạ tận có thể đi được, song ở nơi này ngày vân 12 châu, dù sao vẫn có thật nhiều để hắn nhớ thương chính là nhân vật. Lâm Hiên cũng không muốn vừa đi liễu chi. Trong lòng vui mừng, Lâm Hiên tiếp tục lưu ý nghe đi xuống, hiên viên thành phát sinh biến cố hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá chỉ là vô định hà ngã xuống lão quái vật, tự đủ để khiến cho hiên đột nhiên đại ba, Lâm Hiên cũng muốn biết, ngoại giới đến tột cùng thế cục như thế nào. Không may giao dịch hội thượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta cửa những thứ này cá nhỏ tiểu hà nơi nào rõ ràng, nghe nói bảy đại tông môn cùng yêu tộc mấy tên lão quái vật, đã liên thủ phong tỏa tin tức. Hừ, Mã Huynh lời ấy sai rồi, lần này biến cố, liên lụy đến 20 châu, nào có dễ dàng như vậy phong tỏa tin tức, mặc dù đồn đại là tin tức nho nhỏ rất nhiều, nhưng yêu nhân hai tộc, quả thật đã sợ bóng sợ gió, lúc này mới mấy ngày, rất nhiều môn phái tự bộc phát đại chiến, tại hạ thậm chí nghe nói, ngay cả nới lỏng gió thư viện viện chủ đều đã ngã xuống, ngay cả cai phái thái thượng trưởng lão cũng đi ra, mà vì kia vọng đình lâu tiền bối, nhưng là ngày vân 12 châu đệ nhất cao thủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1209 Chương 1209 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Một canh giờ sau này, Lâm Hiên rời đi phường thị, vẽ vô kinh vô hỷ, song trong lòng hài lòng vô cùng, lần này Được chiếm được muốn tin tức Mình vận khí không tệ, cũng không có bị truyền tống đến giới diện khác đi. Về phần vân châu gió nổi mây phun, Lâm Hiên cũng không có gì để ở trong lòng, dù sao hắn người cô đơn một cái, cho dù các thế lực lớn vung tay cũng sẽ không nhiều một chút nhíu mày. Duy nhất để Lâm Hiên quan tâm chính là bái hiên cát, hiên viên thành dị biến 89 phần 10 là la gia tu sĩ tạo thành, yêu nhân hai tộc, có gần 10 vạn cao cấp tu sĩ ngã xuống, biến cố phát sinh thời điểm, lục doanh nhi cùng trịnh tuyền cũng trong thành, không biết hai nàng hôm nay sinh tử như thế nào. Nguyệt Nhi vẫn rầu rĩ không vui, tiểu nha đầu đồ Nhi cũng chỉ có như vậy một cái. Lâm Hiên thở dài, ngoài miệng nói ra an ủi ngôn ngữ. Nguyệt Nhi, đừng nóng vội, hiên viên thành tu sĩ cũng chỉ có vẫn lạc một nửa mà thôi, doanh Nhi tính cách ta rõ ràng, thấy tình thế không đúng nhất định sẽ rút lui, bởi vậy phân tích, bãi hiên các người có nên không ngã xuống. Thiếu gia, lời tuy nói như vậy, có thể các nàng tu vi quá thấp, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng có vô số ngã xuống. Nguyệt Nhi như cũng một bộ mặt ủ mày cho vẻ. Tốt lắm, tốt lắm, lo lắng cũng vô ích đồ, ta đây phải đi tìm nạn cửa đầu mối. Lâm Hiên Long mày cùng, nhảy lên, như thế như vậy nói đến. Bây giờ, có thể thiếu gia thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ, vội vàng lắc đầu phản đối liễu, thương thế của ta không có đáng ngại, cho dù chống lại nguyên anh hậu kỳ, cùng dạng có ổn thắng thực lực bây giờ việc cấp bách là đem tu la thần huyết luyện hóa tiểu đào nếu như nói không sai kia kết anh tựu có thể thành công song này trong quá trình vốn là không giữ quy tắc sinh ra tâm ma hiện ở nơi này trạng thái ta thế nào yên tâm được xuống thiếu gia thật xin lỗi ta vừa cho thêm phiền toái liễu nguyệt nhi cúi đầu bộ mặt ấy nấy nha đầu ngốc ta và ngươi trong lúc còn nói những thứ này để làm chi huống chi chính mình cùng dạng lo lắng bái hiên các mọi người hạ lạc. Tung tích, đánh trước nghe một cái là nên. Lâm Hiên chậm rãi nói, theo sau hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất ở tại phía chân trời trong. Nửa tháng sau này, một đạo chạy trốn quan nhanh như điện chớp, trong vần sáng, Lâm Hiên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng vẻ, thời gian quá lâu như vậy, không chút nào cũng không có nhị nữ hạ lạc. Tung tích, cùng dạng không biết bái hiên các tình huống thế nào. Hôm nay Vân Châu, gió nổi mây phun, gió thổi mưa giông trước cơn bão, đừng nói yêu nhân hai tộc, chính là bảy thế lực lớn trong lúc cũng ý kiến không gặp nhau. Nghe nói vạn Phật Tông cùng Thiên Nhai Hải Các vẫn xảy ra xung đột. Mặc dù kích thước không lớn, ngã xuống cũng chỉ là ngưng đang kỳ trở xuống người tu tiên, nhưng trăm vạn năm qua, bảy trong phái trong bất kể có cái gì xấu xa, ít nhất ngoài mặt, một hướng là đồng khí liên chi mặc dù xung đột rất nhanh bị song phương cao tầng điều khiển, nhưng bên trong truyền lại lần lượt ra tới tin tức, lại làm cho người Lâm Hiên mặc dù lo lắng trịnh tuyền nhóm người hạ lạc. Tung tích, nghe được tin tức kia cũng bộ mặt sắc mặt vui mừng. Dù sao hắn cùng với vạn Phật Tông, sớm đã có thù không đợi trời chung, chuyện phát triển đến một bước này, tuyệt không có có thể hóa giải tính liễu. Sợ Lâm Hiên cố nhiên không sợ, có thể mặc dù hắn tu vi tăng vọt, nhưng đối với phương dù sao cũng là vân châu bảy thế lực lớn muốn nhổ tận gốc cũng không dễ dàng nhưng bây giờ đối với phương cùng thiên nhai hải các trở mặt trong lúc này là không phải có thể lợi dụng một cái đi lâm hiên cau mày suy tư bằng tính cách của hắn đương nhiên là đấu trí không đấu lực còn nửa doanh nhi bọn họ đi nơi nào liễu khó có thể thật ở hiên viên thành toàn quân bị diệt theo thời gian đích dời đổi lâm hiên cũng có một số lo lắng đang lúc này mấy đạo cầu vòng xuất hiện ở liễu trong tầm mắt. Mới đầu, Lâm Hiên không có để ý, có thể ít khi sau, phát hiện đối phương cánh đối với mình có bọc đánh khuynh hướng, Lâm Hiên ngẩn ngơ, nét mặt tràn đầy ngoại ý muốn, mặc dù không biết vạn Phật tông lệnh truy sát có hay không bỏ, nhưng mình nhưng là sử dụng thiên ma nghĩ dung thuật, theo lý thuyết, chính là ly hợp kỳ người tu tiên, mặt đối mặt cũng không nhất định có thể nhận được, này có thể có chút kỳ quái liễu. Trong lòng Kim nghi, bất quá lâm hiên tự nhiên không có chút nào sợ hãi cho dù thương thế của hắn thế chưa lành tu vi cũng thắng được bình thường nguyên anh hậu kỳ thần thức đảo qua lâm hiên kinh ngạc mắt cười vòng vây bị mình chạy trốn quan hai thanh đỏ lên từ linh lực ba động bất quá ngưng đan kỳ mà thôi sử dụng liễm khí thuật tu vi đã ở ngưng đan kỳ ba tên cùng giai tu sĩ vòng vây mình chẳng lẽ là nghĩ lâm hiên chạy trốn quan vừa chậm dứt khoát ngừng lại rất nhanh kia ba đạo cầu vọng tự đi tới trước mặt. Hai năm một nữ, nàng kia tu vi ngược lại yêu cầu cao một chút, đạt đến hậu kỳ, về phần khác hai người, liền là kết đang trung kỳ tu sĩ. Ba vị đạo hữu ngăn trở lâm mổ đường đi, nghĩ muốn làm cái gì? Lâm hiên mặt không chút thay đổi mở. Không có gì, trong túi ngượng ngùng, muốn quét đường phố hữu nói tay. Nàng kia thân mặc đồ đỏ, vóc người bốc lửa vô cùng, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào toan tính. Lâm Hiên dở khóc dở cười, không nghĩ tới thật vẫn gặp đánh cướp, chỉ tiếc ba vị này ánh mắt cũng quá kém, đoạt ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc đến trên đầu của mình. Ha ha, nguyên lai like là đồng hành, Lâm Mổ cũng thích giết người đoạt trong bảo khố, ba vị nếu chủ động đưa tới cửa, vậy thì đem đầu lâu của các ngươi lưu lại. Lâm Hiên cũng không làm sát kẻ vô tội, nhưng cũng không phải tâm từ thủ nguyễn đồ, đoạt mình, vậy thì nếu ngã xuống giác ngộ, hắn có thể không có hứng thú cùng mấy tên tiểu tu sĩ từ từ trì hoãn, thần bào phất một cái, hai đạo kiếm quan cá chuyển ra, kia hai gã kết đang trung kỳ nam tử, thường không biết là thế nào trở về chuyện, đã hồn quy địa phủ. Hồng y nữ quá sợ hãi, thế mới biết mình trêu chọc phải người không nên trêu chọc liễu, hai đầu gối mềm nhũng, tự quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, vãn bối có mắt như mù, cũng không phải có chủ tâm mạo phạm, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá chỉ cần tha ta chuyện gì tiểu nữ tử cũng nguyện ý đi làm nói tới đây nàng cố nén trong lòng sợ hãi một cái mị nhãn hướng lâm hiên vứt tới lâm hiên không khỏi một trận nguyên ngữ loại này dông chi tục phấn cũng tới câu dẫn mình hắn lưu lại nàng này không chết cũng không phải là có cái gì thương hương tiết ngọc ý nghĩ mà là chuẩn bị thi triển siêu hồn thuật dù sao trong ba người hồng y nữ chính là tu vi cao nhất một cái biết đến chuyện cũng càng nhiều về phần sưu hồn có thể được cái gì lâm hiên cũng không có suy nghĩ nhiều nói đơn giản đầy bất quá là thói quen của hắn động tác lâm hiên tay giơ lên một đạo thanh quan bắn nhanh ra ngón giữa hồng y nữ bị làm cho sợ đến tay chân bủn rủn muốn tránh nhưng phát hiện mình không thể động đậy theo sau liền mất đi ý thức liễu lâm hiên vươn tay ra nhẹ nhàng đặt ở đầu của nàng phiệt phía nửa chung trà công phu thời gian sau này lâm hiên trong tay ánh lửa cùng nhau hồng y nữ sắc bạc từ thế gian biến mất tung tích đạp phá thiết hài vô mịch sử được tới toàn bộ không uổng công phu thời gian lâm hiên lẩm bẩm hơi tự nói mở miệng bằng hắn lòng dạ trên mặt cũng tràn đầy sắc mặt vui mừng thiếu gia tại sao vậy trình tuyền còn nửa doanh nhi các nàng cũng sống lâm hiên bộ mặt mừng rỡ mở miệng cái gì thiếu gia làm sao ngươi biết nguyệt nhi ngẩn ngơ theo sau tỉnh ngộ lại chẳng lẽ là vừa mới sưu hồn thuật không tệ lâm hiên gật đầu kết quả như thế hắn mới đầu đồng dạng là hoàn toàn không nghĩ tới vốn là chỉ là muốn yêu cầu từ đỏ quần áo nữ nơi đó hiểu rõ một số chung quanh tin tức không nghĩ tới nhưng ngoài ý muốn giải quyết của mình vấn đề khó khăn lâm hiên hóa thành một đạo cầu vồng giống như phía trước bay vút đi cửu lăng sơn ở vào vân châu bằng tây trùng điệp vạn dặm tự linh mạch phẩm chất mà nói mặc dù chưa nói tới nhiều người hâm mộ nhưng địa lợi vị trí nhưng thập phần trọng yếu cổ đông gặp sông hoài hướng bắc cùng yêu tộc cũng có giáp giới nơi hướng đông liền vừa lúc dọc theo người đến vân châu bụng nơi đó có ngự linh tông lệ hồn cốc cùng với cách thuốc cung chờ mấy cái siêu cấp thực lực nói đơn giản chính là ở vào cổ hồng chỗ sung yếu là binh gia vùng giao tranh bất quá người tu tiên cửa cũng không coi trọng những thứ này giao thông tiện lợi vừa có ích lợi gì đồ cho nên cửu lăng sơn bất quá là bị một không lớn không nhỏ môn phái cho chiếm cứ liễu huyết ảnh tông tên nghe rất phong cách bất quá tự thực lực mà nói ở vân châu bất quá vị ở chi lưu hơn nữa là thiên kém cái kia loại nhưng dù vậy cai phái hay là có hai gã vô anh tu sĩ dù sao vân châu là tu luyện thánh địa tông môn gia tộc thực lực có thể vượt qua xa những địa phương khác có thể so sánh với giờ này khắc này ở huyết ảnh tông tổng đàn trên thiên hạ chừng sổ dĩ ngàn kế tu sĩ ở đấu pháp chém giết. Tiện Tỳ biết điều một chút bó tay tự tập, lão phu không hẳn không thể tha cho, một mạng, ta tu luyện huyết ảnh cửu la công, vừa lúc thiếu hụt một gã thượng giai đỉnh lô. Nói chuyện chính là một gã già vẫn tráng kiện lão giả, song trong mắt nhưng tràn đầy ổ sắc, đang không chút kiên kỵ đem thiếu nữ trước mắt đánh giá. Lục Doanh Nhi khẽ cắn hàm răng, sắc mặt xanh mét vô cùng, trong lòng hơn hối hận không thôi hôm nay cái này kết cục tất cả đều tự trách mình bái hiên các hùng bá u châu sau này nàng liền muốn tới vân châu thành lập phân đà cũng mang đến liễu đại lượng tâm phúc nhân thủ vốn là nghĩ từ từ phát triển có thể hiên viên thành dị biến lại làm cho lục doanh nhi nóng lòng giống như loạn thế đã tới cũng vừa mới là thương nhân minh buôn bán sắm thời cơ nàng khẩn cấp nghĩ phải tìm vừa rơi xuống chân đất trải qua một phen châm trước cuối cùng lựa cửu lăng sơn liễu mặc dù nơi này linh mạch không có gì xuất chúng, nhưng giao thông tiện lợi, vừa lúc việc buôn bán. Có thể núi này lại bị một người tu ma môn phái, huyết ảnh tông cho chiếm cứ. Đối phương có hai gã nguyên anh kỳ người tu tiên, nếu như thiếu gia ở lời của tự nhiên không tính cái gì, song Lâm Hiên bây giờ sinh tử không bạc, Lục Doanh Nhi cũng chỉ tự mình nghĩ biện pháp. Bái Hiên các lần này mang đến kết đang tu sĩ chừng hơn trăm nhiều, song nguyên anh tu sĩ nhưng một cái cũng không loại cảnh giới này chênh lệch rất khó đền bù, cũng may có liễu có thể ma xui quỷ khiến, những lời này ở tu tiên giới giống nhau thích hợp. Lục Doanh Nhi trải qua một phen chuẩn bị sau, xài giá cao tay chiêu dụ liễu hai gã vô anh kỳ khách khanh trưởng lão, xem chừng đối phó huyết ảnh tông đã không có vấn đề, lúc này mới dẫn người dết đi tới. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, nàng này vốn là cẩn thận tính tình, nhưng lúc này đây nhưng phạm vào săn lầm, mấu chốt là chưa quen cuộc sống nơi đây, đối với hai gã khách khanh thân phận không có đánh nghe rõ chưa, đối phương lại lâm trận phản chiến, thì ra là đối phương cùng huyết ảnh tông vốn là tự có quan hệ. Cậy vào núi dựa biến thành địch nhân, không có nguyên anh tu sĩ làm như chống đỡ, bãi hiền các binh bại như núi đổ, chết thảm trọng từ không cần phải nói, chính là lục doanh nhi vị này các chủ, bây giờ cũng bị đối phương ngăn ngừa. Người tu ma cũng sẽ không đem cái gì nhân nghĩa đạo đức, chuẩn bị đem bắt sống, sau đó làm như đỉnh lô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 1210 Chương 1210 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Âm âm tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai song đối với bái hiên cát, binh bại bất quá là thời gian thôi Môn phái tranh nhau, cao cấp chiến lực thường thường là chủ yếu nhất quyết định thừa tố hắn bác lỗ lã tự sơ thiếu không có nguyên anh kỳ người tu tiên. Cô gái nhỏ, biết điều một chút bó tay tự mâu, lão phu có thể để, một cái sinh đường. Khi già vẫn tráng kiện lão giả, trên mặt tràn đầy vẻ dâm tà. Lục Doanh Nhi sắc mặt khó coi vô cùng, đối phương là nguyên anh kỳ, cùng tu vi của mình không thể so sánh nổi, nhưng bó tay chịu trói, cũng là đánh chết nàng cũng không nguyện ý làm. Bị lúc phương làm như đỉnh lô, kia còn không bằng hồn phi phách tán coi là liễu. Chỉ hận mình nhất thời nóng lòng, cuối cùng nhưng ruồng bỏ như vậy hữu tử vô sanh kết cục. Nghĩ nhớ ngày đó bước lên tiên đồ, mình tư chất bình thường, nếu không phải thiếu gia coi trọng chiếu cố, đừng nói kim đang đại đạo, có thể hay không trúc cơ đều là không biết số lượng. Lục Doanh Nhi đánh tâm tư cảm kích, còn chưa từng báo đáp thiếu gia, đã lâm vào hẳn phải chết kết quả. Tiểu nha đầu, suy nghĩ được như thế nào, lão phu cũng không có lúc đang lúc cùng, từ từ tiêu ma. Lão giả trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ, ánh mắt không chút kiên kỵ ở thiếu nữ trên người đánh giá. Lục Doanh Nhi trên mặt tràn đầy chán ghét, ngọc thủ phất một cái, một tinh xảo khéo léo thủ trạc bay vút ra, hiện lên tuyết bạch sắc, song vừa ẩn hàm một số màu xanh nhạt đường vân, kiểu dáng phong cách cổ xưa, thần thông tạm không nói đến, chỉ từ trang sức cốc độ, chính là một khó được bảo vật. Ngọc Bích Thanh Quang vòng tay bảo vật này là Lâm Hiên ban cho nàng, thần thông mạnh, cố nhiên không thể so với thượng mình sử dụng pháp bảo, nhưng cho dù là vô anh kỳ lão quái thấy, cũng sẽ trông mà thèm tâm nóng, Lâm Hiên vốn không phải keo kiệt độ, đối với Lục Doanh Nhi vừa thưởng thức vô cùng, cho nên tặng cho nàng bảo vật, tự nhiên là nhất đẳng. Lão giả kia ngẩn ngơ, chạy nhanh thượng quả nhiên hiện lên tham lam nét mặt. Một chính là kết đang trung kỳ người tu tiên, lại có bảo vật như vậy ông trời thật là đợi mình không tệ, không chỉ có nhận được vừa lên giai đỉnh lô, vật ấy cũng thuộc về chính mình. Tiểu nha đầu, nếu không nghe giáo hóa, vậy thì đừng trách lão phu lạc thủ tội hoa, để biết một chút về nguyên anh tu sĩ cường đại. Lời còn chưa dứt, này lão quái vật tự xuất thủ, cũng không biết hắn là hay không muốn mại lộng, lại cũng không tế ra bảo vật, mà là một đạo pháp quyết đánh ra, giữa không trung linh quang lóe ra, một dài hơn một trượng màu vàng nhạt bàn tay to xuất hiện, mang theo bàn bạc quy ác, hướng về thiếu nữ hung hăng bắt xuống. Lục Doanh Nhi cắn răng một cái, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng cũng không thể bó tay chờ chết, cũng là một đạo pháp quyết đánh đi ra ngoài, đồng thời môi anh đào hé mở, khẽ quát một tiếng. Nhanh, mạnh mẽ. Ngọc Bích Thanh Quang vòng tay Linh Quang lóe ra, một đạo một đạo thanh ảnh di động hiện ra, đây vốn là thủy thuộc tính bảo vật, Lục Doanh Nhi đem cổ cùng Ngọc Nữ thất tâm bí quyết, xứng đôi hợp vô số bông tuyết viên bi ở giữa không trung xuất hiện động vừa nhìn đi có vài phần giống như băng vũ thuật song uy lực mạnh nhưng hoàn toàn không là một số lượng cấp khúc khích tiếng xé gió truyền vào trong tay những thứ kia bông tuyết giống như bị mạnh cung cứng trắng nổ bắn gào thét giống như đối phương toàn bắn xuyên qua liễu màu vàng nhạt bàn tay to bị đánh được thiên sang bách khổng tốt lắm sắc lão đầu cũng không khỏi được bộ mặt kinh ngạc theo sau đã bị tức giận thay thế liễu mình đường đường nguyên anh kỳ người tu tiên cùng kết đang tu sĩ đấu pháp lại rơi vào hạ phong tuy có khinh tâm khinh thường nguyên nhân nhưng này nét mặt già nua cũng không biết nên đi chỗ đặt bất quá giận thuộc về giận nhưng trong lòng càng phát ra lửa nóng kiên ngọc bích thanh quan vòng tay quả nhiên không phải là giống như bảo vật không biết phân biệt tiện tỳ lão phu cố tình thương tiếc không biết bánh ít đi bánh quy lại lại vẫn không biết sống chết cùng lão phu động thủ ta liền để biết một chút về luyện hồn nỗi khổ. Lão giả nói lời này thời điểm, trên mặt hiện ra liễu một tầng nhàn nhạt hắc khí, hai con mắt cũng trở nên máu đỏ vô cùng, hơn đáng sợ chính là, hắn đầu lĩnh, cánh dài ra liễu hơn tất lớn lên tiểu chiếm giữ, không cần phải nói, đi lại dùng nào đó quỷ dị ma công tà thuật. Lục Doanh Nhi sắc mặt càng phát ra liếc, song ngay khi lần này, nhìn có một thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai các hạ cũng bất quá là một con có muốn mép khu môi phế vật, đối phó một kết đan kỳ người tu tiên, lại yêu cầu gọi về thượng giới ma khí, lâm mổ vẫn thật không có nhìn thấy vị kiên nguyên anh tu sĩ, như người giống như rác rưới. Những lời này chanh chua vô cùng, thanh âm kia tới lại càng quỷ dị, song lục doanh nhi cả người, nhưng giống như chợt tỏa sáng liễu sinh cơ, bộ mặt vui mừng, vội vàng theo tiếng quay đầu đi. Thiếu gia Chỉ gặp nơi chân trời xa, thanh quan chợt lóe, rõ ràng cách xa nhau còn nửa hơn 10 dặm, nhưng thoáng qua tự đi tới trước mắt. Như thế thần thông, quả thực làm người ta sinh ngày cứng lưỡi, tia sáng thu liễm, lộ ra một dung mạo bình thường thiếu niên. Người mặc thanh sam, dung mạo không chút nào thu hút, song nhưng có kinh người uy áp từ trên người hắn thích phóng đi ra. Khi cái tên dám trêu chọc lão phu. Háo sắc lão đầu vốn là đã lớn giận, có thể thần thức ở xanh tươi rậm rạp trên người quét qua, nhưng sắc mặt đại biến liễu nguyên anh hậu kỳ người tu tiên. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin, chà một cái tái nhật đi lên. Vừa mới kia cô gái nhỏ gọi hắn cái gì? Thiếu gia. Chẳng lẽ đúng là đối phương tới trợ thủ? Nghĩ tới đây, vẻ vẻ lo lắng vô cùng, mặc dù đồng thời nguyên anh kỳ, nhưng lúc đầu cùng hậu kỳ, nhưng lại có khác biệt trời vực chênh lệch. Trung. Háo sắc lão đầu đích chiếm giữ một trận phát khổ, mơ hồ cảm thấy bổn môn lần này chỉ sợ là có đại nạn liễu. Lâm Hiên cũng không có nóng lòng đồng thủ, đột nhiên đáng sợ này uy áp nhưng đem trọn đỉnh núi tất cả đều bao phủ kia ầm ầm tiếng bạo liệt đã ngưng. Đối mặt hậu kỳ tu sĩ uy thế, ngưng đang kỳ người tu tiên cũng cảm giác hô hấp dồn dập, về phần trúc cơ kỳ, thậm chí ở giữa không trung đứng yên chưa đầy, thình thịch thình thịch bãi đi xuống. Thiếu gia, ngươi không có khuê, thật sự là quá tốt. Lục Doanh Nhi vừa mừng vừa sợ, hướng Lâm Hiên xá đi xuống, vốn là đã thân ở tuyệt cảnh, không nghĩ tới qua trong giây lát vừa hy vọng. Bãi Hiên các đã binh bại như núi đổ, giờ này khắc này, nhưng chợt tinh thần đại chấn đi lên. Nguyên Anh Hậu kỳ người tu tiên, một người tự đủ để thay đổi càng khôn. Tuyền Nhi ra mắt sư tổ. Linh Quang hiện lên, vừa một vị xinh đẹp như xài thiếu nữ đi tới mặt liều mạng, song trên người nhưng tràn đầy loan lỗ vết máu, nhất là trên đùi, một cái trắng bóng vết thương có hơn một xích, kinh tâm đập vào mắt. Tuyền nhi, thế nào liễu? Lâm Hiên còn chưa tới kịp mở miệng, một tiếng duyên dáng gọi to tự truyền vào lỗ tai, Nguyệt Nhi như gió lốc loại đi tới trịnh tuyền trước mặt liều mạng, hai người tên là thầy trò, nhưng thật ra nhưng cùng khuê trung bạn thân không sai biệt lắm. Bảo bối của mình đồ đệ chỉ có này một cái, Nguyệt Nhi nhưng là siêu cấp bao che khuyết điểm, trên mặt tràn đầy tức giận. Tuyền Nhi, là ai đã thương. Vừa nói, Nguyệt Nhi vừa tay trái cuốn, hai bình ngọc xuất hiện ở liễu trong lòng bàn tay, nhà đầu này khẳng thiếu gia chi khái, bên trong có lâm hiên luyện chế linh đan. Màu trắng uống thuốc, màu xanh biết thoa ngoài da, còn nữa là ai đã thương, quay, nói cho sư phụ. Lời nói này nghe được Lâm Hiên Vì cười không dứt, nhưng không thể không nói, tiểu nha đầu đúng là một vị tốt lão sư. Hắn. Trình tuyên hướng bên cạnh chỉ vào, đó là một ba mươi mấy tuổi đen gầy tu sĩ, trên mặt tràn đầy một lạp mặt rỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.